bản chất quân này là tôi đang đánh giá là đã hơn một tí, tầm 1.9 và 1.10 thôi. Đây là Kata trong tay He, vâng, bãi bắt đầu 7 cây từ cho He rồi. Hôm nay chúng ta sẽ những vâng giây phút đầu thì tôi sẽ tập trung quay máy He để cho anh em, một số các anh em khán giả vẫn đang mua xe máy của He, thao tác của He còn liệu giữ như xưa hay không. Cho anh chân mừng nhá. Vâng, He thì nói chung không thể yêu cầu cao được, nhưng He nghỉ vị trí được tầm 2 năm rồi, rồi sang đấu trường chuyên nghiệp là 2 năm. Em bình luận cả TikTok mà, anh em có gì yên tâm nhé. Chào anh Đức Gamer nhé, anh em cứ comment thoải mái bên top up, em sẽ chung là tích cực đọc comment của ai đấy. Shop đâu comment nào thì các bác cũng cả. He thì thời gian đỉnh cao là 19-20 cái thời điểm nó còn Facebook đấy. Còn đây là bao nhiêu đầu cho He, bao nhiêu đầu 2, 3, 4, 5, tôi đoán là bao nhiêu đầu. Nếu mà đưa về thì khả năng em đợi 12 sẽ tốt hơn. Bao nhiêu 6 con đang cho kiếm được nghe rồi. Đây là bài bài đang khá trung trình. Và đây là một bài yêu đầu, liệu có đưa về không? Bài yêu này thì tôi nghĩ là bảo nó sẽ đưa về đấy. Kèo là kèo đánh off, chỉ solo là đánh on thôi, còn đâu thì sẽ đánh off. Bài đang khá sâu, quân thì nó chỉ nhỉnh hơn đúng một tí ti ở cái khoảng mà mình có ca tha có lạc đà đấy, cái vấn đề nó là như vậy. Chào anh Dũng nhá, ta quay trở lại với em thì sẽ nói nó cơ cấu như nhà bài yêu 7 con, bài quả 7 cây, đôi con voi, bài quả thì là bài rồi, mà chỉ từng đấy chả có cái gì cả. Trong là tôi vẫn đang hy vọng là sẽ có một kèo đấu mà hai ông người khác gặp với nhau được 2 lần thì đang thu một lần, đây là thứ hai. Chết một dân nữa. Ơ bị bảo xong chết một dân nào. Bài quả thì không phải là quá đẹp dành cho em. Tôi nghĩ bài này tùy đấy, tôi nghĩ là sánh 2 chèm chứ không phải là bài 2 cung đâu. Chết một dân dành cho em và cái con voi kia gần như là không câu được kìa. Vẫn là không chậm dân lắm đâu. Vâng, ghi bi đang muốn lưu yêu về. Cái ghi máy He to quá. To thì cho nhỏ đúng rồi, thằng Bi hôm qua thì có một trận baby khá hay. Baby có thể nói đỉnh cao. Cú đầu mới hit. Cho chúng ta cùng xem kèo thôi. Bài này thì tôi nghĩ là với tính cách của Bi thì cũng như một cái thế nhà như thế này, Bi nó sẽ cơ cấu đến cung. Đấy, còn bài He thì không được đánh bài 2 rồi. Còn bài He rất bình thường. Quả bây giờ là 8. Con này câu được thực sự hay. Chào anh Đặng Nguyên Mobile nhá. Mọi người đi qua để cho em một nút like chia sẻ mọi người không? Kênh TikTok của VAC thì anh em cho xin một follow. Đúng nút follow nhá. Đấy, con voi này câu cũng đơn giản, trông thế ông nào nhá, ông nào cứ đi khoảng trên kia không có gì, xong một con voi đi thẳng về tắm khu vực trên dân. Một con voi câu thực sự anh em là cũng được đấy, không phải đơn giản là con voi này cũng câu đúng một vòng trái đất của ngân hàng về với team luôn cho nó mát. Đây là bài của B2, B7 dân ăn dành với màu 3, đó là thiên cung quýt là người được tấm super. Rồi quay trở lại bên này là xem He nó đánh trước đã. Anh em phải hiểu là nếu mà mọi người chỉ xem như này đã thấy chóng mặt rồi, anh em nhìn thấy He nó đánh trực tiếp ấy thì tay chân nó ngoáy các kiểu con đàn hiệu luôn. Bài kích khoảng tầm 11 tròn dành cho cái buổi He. Chết một dân, 2 dân chừng 1, bài này bài siêu bình thường, không có cái gì biệt cả. Bài quả vẫn đang ăn anh em ạ. Phung thư 11-30 anh em thấy quả vẫn đang bạt dần của quả ăn. Còn đây là máy của Đương Thiên Khôi TMT là máy cầm con đi kích là 11 với 11. Vậy là hai ông này mở mắt ra đã có một ông kích 11-50 rồi. Bài của em rất bình thường, xinh bình thường, không biết là kích 12 tròn dành cho BB.
vãi cả trường à. Chưa kích được đời bên kia thiên khôi quý từ người đã có một tình huống đi công ty. Vâng, ngay trận đấu đầu tiên tôi đi thiên khôi đã là người đi công rồi. Đây là bên thực địa mà thầu. Công giáp đấy đúng thì sẽ rất khó thở với game của Cao Quýt, khả năng cao là với thế trận đang khá sướng đấy. Như thế này con giò Quýt con tên Quýt chỉ cần điều thôi. Vâng, chỉ cần điều thôi là đi sẽ khó thở rồi. Còn cánh bên này em cũng đang gặp rất nhiều khăn trước khi thủ kiểm mà thầu. Có một cái vùng sau tơ này thì thầu nó cũng sẽ không sang bên đây nữa, mà nó sẽ tập trung sang bên kia. Nó... ui giời em ơi. Trời đất ơi, một cái bóng đen mà ra được bãi quả đấy, ra được bãi quả này có phải đỡ khổ đi câu con voi không? Bãi quả ngay trước mặt, thần kinh mất. Vâng, bãi quả của E ngay trước mặt nhưng mà E nó lại không rồ ra. Hỏng thôi rồi. Bi thì khả năng cao là lì, chắc chắn là lì. Kích 12 mà Quýt cứ dung 11 cũng mấy nó là có tê thì khả năng cao nó sẽ có cung R nó bắn trước. Đấy, tôi vừa nói xong thì thầu được người tạt sang. Bằng một tình huống dò lỗ bãi quả rất đáng tiếc dành cho bên thủ Vương nghe. Nhưng mà hay bây giờ phải làm gì thì có thể giải tỏa được Vương. Người ta gọi là cái cơn sắp tới của mình phí thiên khôi. Kiểu gì thì ba con cung rò sẽ bắn rồi. Đây chỉ là 27 con đi, mình được đi cũng rất yếu. Hai con chém mà chuẩn bị có ba con cung rò lao đến thì mình sẽ không thể thở được. Cái mặt đầu nó đã thứ 6 rồi. Ai đi thì lên đời xong. Không còn đưa nói xong thì có cung rò luôn rồi. Bánh xe là có được 3 con cung rò. Đọc 3 con cung rò là có 3 con cung rò luôn. Nhưng bây giờ nữa làm sao nữa là vấn đề. Thế mới là cái vấn đề ở đây. Số là Ma tịt lòi. Ma tịt quá không ạ. Ngay trận đấu đầu tiên mà được tịt lòi. Bi thì không lên được đời. He thì bài lên được đòi đấy nhưng mà lại không dò ra bài quả. Quá nghiệt ngã. Chỉ số là 0-1 dành cho bộ đôi bên phía Thiên Khôi. Bạn này bị mắc tịt thế. Không, tịt là tịt trong Bi này. Thực ra kể cả Bi he nó dò được bài quả đấy thì chắc không khỏe hơn thầu đâu. Bi mặc định bị tịt rồi. Vô sự mày. Bài quả ngay trước mặt. Chào thời trang 9x nhá. Chào mấy anh em bên phía của Top Top. Khoai, map tịt rồi. Bi không lên đời, một ông không lên đời, một ông dò lỗi bài quả thì nó khác nhau đâu. Bên kia thì nghe bảo là thầu bài mắc của mắc. Facebook có gì mà không chào đâu. Giao hữu thôi bạn ơi, kèo giao hữu thôi. Họ cứ bình tĩnh, mới trận đấu đầu tiên thôi, chưa thấy cái gì. Thầu nghe bảo bài voi hiu lắm. Ở ra đây bên trận đấu thứ hai rồi. Trận đấu đầu tiên là cảm giác mà đã có cái dấu hiệu sai sai rồi đấy. AC đến làm gì các bác? Random xem không hay thì thôi, nghe mình thích xem AC. Sở trường người ta gọi là tinh hoa văn hóa của AI Việt Nam random rồi. Đang đánh ở văn phòng Thiên Khôi nhá. Mà văn phòng này thì anh em thì không được vào xem. Bam. Chém tuyển bên kia là Egypt Hit dành cho bên phía của bộ đôi Thiên Khôi. Ta có Pyramid dành cho Bibi. Và game thủ E là người được cầm Pan với 2 Pan rồi. 2 Pan này liệu có khỏe hơn đến Zipit không nhỉ? Không, He bây giờ khác không? Ui dồi. Thề với các bác thằng này, quả trận đầu đã xấu, quả trận này thì có thế này nữa. Đủ mày là được rồi. Thôi được rồi, quả đây đẹp. Quả đây đẹp rồi. Quả 7, đẹp. À đâu, quả 6, biết là 6 hay 7 gì? 6 cây, thôi quả này cũng được rồi. Được, quả này là tôi đánh giá là ok đấy. Có thằng nào đang group chửi à? Vấn đề là thường xuyên rồi. Vâng, dạo này là bị chửi thường xuyên rồi, tôi thành quen rồi. Có cái thằng Nguyễn Văn Tùng thì tôi chặn nó thôi. Khả năng cao là nó lập nick ảo, nó vào nó đăng bài nó chửi tôi. Chuyện bình thường. Đó.
Đây là bài yêu baby sẽ câu về. Và bài baby thì nói chung là bài quả nó khá trông chênh. Cái bộ này đứng nạp mát thì làm cái bát nào quả đấu đẹp đẹp một tí. Bộ sư tụt còn quả kiểu này. Làm gì mà bị chửi, các bạn người ta đã ghét mình thì làm cái gì mà bị chửi. Đó là vấn đề bình thường. Cảm ơn Vũ Mạnh Dũng ở bên top top live nhá. Cảm ơn Trinh Vinh nhá, một tiếng hay thế nhá. Trinh Vinh hay đấy. Lớp à? Lớp thì em không biết rồi. Em nói thật mọi người, lớp thì em không biết. Lớp thì khả năng cao anh nghỉ. Ôi thanh xuân gì đó. Cảm ơn anh Trình Minh Hải nhá. Em thì làm gì có thanh xuân nữa anh. Năm nay 33 tuổi thì có thanh xuân thanh sủng gì nữa. Trời, chỉ có về lấy vợ thôi, chứ không có rơi thôi. Thanh xuân thanh sủng. Bài yêu quá. Bài yêu đưa về là rất đẹp nhá. Bài yêu đưa về là cực kỳ đẹp của Bibi. Ở đây quay trở lại bài he, bài he không biết là có cái gì không. Bằng bài yêu 4 và tôi nhìn ôi lại chết dần. Số phận, vâng, ông này câu con voi nó cũng là nghiệt ngã cơ. Câu con voi trận trước thì đi qua một cánh rừng, trận này cũng đi qua một cánh rừng nữa. Mét thì bây giờ còn có Bibi, xi măng, he và hoàng mai gì. Đây là hình chính. Có chứ, có chị 40 là xúc đấy. Những cái chị đấy bây giờ kinh tế ổn định có khi chị nuôi mình là tốt. Chờ mình làm gì có sự lựa chọn. Cảm ơn anh chính nhá, anh em gì nhá. Chủ nào tới đây đã nói phù hợp. Mình top top này có nhiều khán giả khá lắm. Hơi tí là chỉ chỉ là làm stress quá. Gần mùng 1 à, một bên mình. Tôi quay trở lại baby. Có quả phụ. Vâng, bày yêu đưa về có quả phụ này. Yêu ui hai quả, được. Con voi là quả thắng he đấy. Nếu bây giờ mà ăn con voi này thì vì những bãi quả cho nó. Thế thì những con quả đi. Sầu tí trong 6 giờ có bãi quả đấy nhá. Đi vào một chén đi. À he có quả đây. Đấy bên dưới đấy. Ui giời, đừng nói với tôi là hai vũ không bảo nhau nhá. Có 300 thực đằng sau mà có chuyện của kiếm đời không lại ăn chanh với game thủ càng quý. Đừng cầm Egypt. Sức khỏe thì chiều chị không, đơn giản đấy ngươi. Cái gì mà không chịu được, cái hiêu này không ăn được. Cái chỗ này thì lại vướng bay vàng. Mà thằng nghe thì số phận nó cũng đen nhỉ. Ê, có đi đâu, không đi được. Có đồ ăn nhưng mà lại đồ ăn sau bay vàng. Và bay vàng đấy là phải đi vòng quá vất vả dành cho bạn. Cạn lời đấy. Chúng mày thằng ngủ nạp mát. Chứ mày thì mày làm mà may được. Còn 18 và 24%. 18% à 16 và 24. 16 của Egypt và 24 dành cho game thủ tiểu hoàng hậu. Thôi ta xem bài bi thôi. Ok anh Hải ơi, cảm ơn những lời tâm sự của anh, em hiểu mà. Bài bi kích đời là tầm 14-40. Vâng, ui rồi, đi lên sớm hơn cả. Tránh lên trước nhá. Anh Huy thì thứ hai sẽ đánh kèo. Anh Huy thì thứ hai sẽ đánh kèo. Vâng, quýt lên cũng sớm. Bài quýt thì ông cũng chém rồi. Đây, quýt ở bên nhà của He rồi. Đây, bài của He đây, anh tránh quýt. Vâng, phải nhận thực, không lên được đòi anh em ạ. Tan mà bởi khả năng cao là... Ủa, ban bên kia thì bỏ thôi. Vâng, ban bên kia thì kích 10-40 đánh cái gì. Bài kích rất muộn dành cho game thủ hề. Ban kích 11-30. Còn đây là bài đến từ thầu. Này anh ngòm nhé mọi người nhá. Anh ngòm. Đánh nhau rồi đấy nhưng mà không đi ăn sớm được. Tại vì phải đi một vòng. Vòng trái đất. Thầu đã muốn chui không? Nghe được thầu có quýt được hay không? Con giò có quýt thì cũng đủ cho với cháu hè đây. Vâng, thầu đang muốn bo. Lờ một A và thầu cũng lối. Bo đoạn này á? Ai à? Thầu đang muốn bo gọn luôn ở chỗ này không ạ? Ghê thật. Đồng tư rất nhiều nhà ghê. Không vào được chỗ này đâu.
Ôi ta sang bên kia đi. Chặt gỗ được lâm. Đây là bài của Quy. Nó có luôn phù thôi. Đi được rồi em ơi. Phù tầm 33 đấy. Rồi. Là cả là tìm. Bọn phải là không thể động được vào cái Quy từ người cũng đã có P. Bên này thì là he mà. Với việc mà Quy đang tập trung vào con P quá nhiều thì he này ăn được dân. Không được. Vâng, ăn được dân bãi quả. Bãi gỗ gần thành đấy. Vâng, trở lại bên này không? 23 không nhìn. Tại vì con đang chưa làm gì được cái hốc của thầu. Thầu có một hốc khá gọn, hai cánh rừng. Có cả vàng ở đây. Còn bên này là he. 21, tạm thời nó vẫn đang ổn đấy. Tạm thời là thằng này vẫn đang khâu. Chưa có cái gì cả. Tất cả đều chưa có gì loang hoàng. Vâng, đây bên này thì đang phải đánh thủ. Bên kia thì với cái việc đánh như thế này thì chỉ phải đánh một phù. Hai đến từ he, vấn đề là 26 của BB. Thì Bi vẫn đang ổn. Nếu không có gì thì kiểu như con phù nó tạo sang Bi nó sẽ đỡ được. Đây là tình huống vẻ hay của game thủ Bi. Năm nay 30 và tôi không thích quân của ông Thâu đâu phải. Con Thâu hết rồi. Sau chỉ cần không có phù của Quýt thôi thì sẽ là thoải mái. Một đòn ha dành cho Bi. He cần phải áp được mình ngay. Đang he cần phải áp được mình ngay. Đừng để Quýt nó dòng phù giữa hai nhà được. He vẫn đang đánh thủ với Quýt. Trong khi đó bên này thì Bi đã có lợi thế trước game thủ tiểu bàn thầu. Năm nay chỉ là 31 của 3 ra thôi. Không phải là quá to. Dùng lên thôi. 33 Bình đẳng rất chắc chắn. Kiểu gì thì kiểu Quýt nó phải còn tầm ít nhất là rơi vào cái tầm 3-4 con phù giữa hai nhà nữa. Thế chưa thể là chưa hết được. Đi cần phải làm một cái gì đó. Bây giờ bất ngờ có một tình huống mà tạt sang nhà của Quýt làm đôi cháu phù thì câu chuyện nó sẽ khác. Còn đây là he vẫn 23 này. He vẫn đang khá ổn đấy nhá. Phù kìa, phù kìa. Ô, đen. Vâng, phải ăn được thêm 5 dân của Quýt. Còn đây là tình huống đấu quân. Còn đây là tình huống Quýt của Quýt. Tạm sang đầu là đà của Bi là thừa đủ. Và có thể cân luôn cả cái tù tiểu bàn thầu nữa cho nó mát. Cần thiết cân luôn cả con quân cung Lohit. Nhưng mà Bi cần phải đảo lạc đà. Cần phải đảo lạc đà tốt. Có phù kìa. Làm được con phù. Tốt rồi. Còn con phù nào nữa không? Một L2A vẫn đang rất đều. Làm đà ban. Và kẹp sau là đơn vị cung R. Trong khi đó bên này he. Người đang dùng có đây cần ủ 6-7 con lạc đà đối thủ cho nó cẩn thận anh em ạ. Vẫn chưa thì công được và thằng này của mình đang bị đè. Đang nhà BA tiếp theo và không công được. Bây giờ đi kia người ta đánh thủ thôi. Người ta chỉ đánh thủ chứ người ta không cần phải đi công. Và người ta chất quân cửa trên. Người ta chỉ cần lở ra được là mình sẽ rất khó công. Từng đây quân của đi là không công được. Từng đây quân của đi là không công được. He cần phải áp lực ngay lên liên tục bên kia. Để biết làm cái gì đó. Tạt phù sang đây. Và một lượng quân của đi là không còn quá nhiều lạc đà đấy hết. Hè bên này đang là 25, đang là tình huống thiêu lạc đà bên trên của Cam Quýt. Lạc đà Quýt đang rất đông. Vẫn đang là tình huống áp lực lên thôi. Lạc Quýt thiêu cân được không? Mà Quýt có khỏe, lên sớm. Vẫn có phù ở vị trí đằng sau và lại mất thêm con lạc đà nữa. Cái quan trọng nhất là con phù của Egip. Đấy mới là cái điều then chốt ở trận đấu này. Đây là 30. Vẫn chưa thì công được. Đang vẫn đang là thế thủ toàn tập dành cho bên phía của BAC thôi. Vấn đề là dân vàng. Đang nghe ngoan là một tầm chục cân vàng đấy. Tam thì không phải mạnh để phát triển. Tam chỉ là quân tiên phong thôi. Thời điểm đầu tiếp tục vào dùng quân lên. Bắt buộc được công. Công gì không có lạc đà là mệt đấy. Cái hốc của thầu đều có rộng không? Khá là rộng.
vị trí đằng sau. Tập trung điểm lên. Giờ này thì đi phương hàng lên và tàu đang hết quân dần theo thời gian đấy. Tôi chỉ sợ mấy con phù thôi, còn mấy con phù lo cho điểm này. Con lạc đà đang nằm xuống của quân, bên kia thì vương quýt đang còn phải ra phù sang cả cánh bên kia để có thể đánh đỡ quân của he. He tham này còn không bị tàn và mỗi từ bị tổng tham là 50 thôi. Tàn đánh rất khó phát triển và bị đang phải qua khắc phục ra phải cho những người bị cung rờ và thêm và chạy thêm con lạc đà. Con lạc đà cũng không được bắt buộc phải có lạc đà, bắt buộc phải có lạc đà và tiếp tục dùng quân lên thôi. Sao tôi nghĩ là nên dùng quân tướng là bia của thằng he đang thiêu. He là người đang thiêu và thâu là người sang đỡ cho công thủ con cam quýt. Bên kia đang ôm nhau thôi, vì cần phải công lên và lấy được cái con dốc này nhá. Phải lấy được con dốc được quân của nó dưới dốc hết em ạ. Quân của nó dưới dốc hết đấy, bên trong không quay ruộng kìa. Anh em nhìn nhau đấy, mang kiếm vừa ra nhau, quân ở bên dưới dốc kìa, tập trung quân của nó. Đó đang dùng quân lên đấy. Đấy, quân kìa. Tới đây em ơi, quân kìa, quân kìa. Tới đây em ơi. Phải điều tốt, phải điều tốt. Quan trọng nhất là phải có lạc đà, không có lạc đà là không đánh được. Đây là 35 đến 4 BB, phải có lạc đà. Lạc đà pan tanh cơ rất khỏe, nó vừa trái khỏe, nó vừa trái nhanh, nó vừa chém cũng đau. Cung rò thì cung rò hít thật đấy, nhưng cái vấn đề là không có nhiều quân lắm. 5 quân đường đầu, còn 5 quân đường đẻ của tàu. Tiếp tục dồn thêm 5 đơn vị quân nó lên. Sau 30 phút trong game thì cuối cùng quýt là người đã tạt sang đây. Cho đi sẽ giãn đoạn khoảng thời gian để có thể tiếp tục dùng quân lên. Cung rò hít, đang hít đen đàn ở nhà thì đang bị quấy. Tiếp sách quanh ruộng, 5 cái đầu thế. Đầu thật sự luôn, nhưng mà B vẫn đang đánh tốt. Vẫn đang đánh tốt, vậy cho gì he có quân ở đây không? Hoài nhưng tôi vẫn làm cái gì đó. Còn đi giết nó giữa hai nhà đâu, vẫn làm cái gì đó. Nhưng thế bên kia người ta vẫn đang đánh thủ chân lực không? Người ta không đi công. Bị khỏe, lên sớm được khỏe, ba quá tốt. Thì tôi đang làm cái gì đó rất khó chịu. Và thấu bên kia đang đánh đúng kiểu và tâu chén trong tôi thủ thôi. Công đánh được tôi thì đánh, không đánh được thì quýt. Quýt ở giữa hai nhà rất căng thẳng, cảm giác là vẫn đang hơi khó về cho mình. Tầm này cũng nghĩ nó có con dốc rồi. Đây là 32.48. Chơi. Đi rồi, đây con lạc đà của Quýt đây. Mình thâu là cảm giác chưa chém được. Đưa con lạc đà đây, nó không công được. Không công được gì. Tầm thời điểm này tham mình đang bị đè rồi. He chắc còn tham còn 17, 9 dành cho he và tỷ số. Vâng, sẽ là 0-2 dành cho bộ đôi của VSC. Vâng, với trận quân tuyển ngân bài ổn dành cho bên phía Tin Khôi và họ đánh gần như đánh thế thủ. Pan bên mình thì có một ông Pan kích 11 cây. Bài của he thì nãy giờ vẫn đang rất lòng hoàng và chưa có trận nào mà bài thì mà ổn cả. Vâng, quả thì xấu, đồ ăn thì phải đi một vòng trái đất. Vẫn khó. Khoai bài he không giữ cánh được. Bài he lên như vậy không giữ được bài Pan mà không kích 11 thì tôi là thật sự anh em khó giữ cánh lắm. Quý nó chỉ để đánh một L cùng P ra thôi. Nó có lạc đà nó đứng thủ để cho thầu đứng lở ra. Bên mình là quân đi công mà, khó. Thì số là không ai. Mặc dù trận này thầu lên cũng muộn đấy. Cái quan trọng nhất là ở đây là Quý nó lại làm được những cái điều cần thiết. Bài Pan kích 11 dành cho He. Không ai rồi, khoai. Bài ông He thì đi ăn voi thì đi đúng một vòng này cũng khổ. Bài vàng này nó che tất cả bầy hươu và bãi quả. Không thể đi đường bình thường được. Rất vất vả. Tỷ số là không ai, bên kia họ đang vẫn đang đánh chuẩn. Tận dụng tốt cơ hội quân bài. Họ vẫn đang tận dụng tốt.
Bà nè, có lên đời đâu. Hoài thế. Toàn không lên đời. Map nó cũng xấu thật. Và có hai trận cả hai ông quả đều xấu. Tôi hy vọng là map bổng cho cái quả đầu nó ăn được cái. Nãy giờ này. Quả cùng nó hơi bị căng. Đó. Toàn là vườn trên đá, trên dốc thì kiểu ruộng bậc thang. Ôi trận ba áp lực của đi nha. Có, nói chung là thằng he không thể trách nó được. Bài vở nó chỉ có thế thôi. Không thể bắt nó đánh khỏe những cái trận kiểu đấy. Khó. Và đây bên trận đấu thứ ba rồi. Ba thầy gỗ đầu 75, bên kia là Kaka Summer đây rồi. Đây sẽ là tên gần như là tên không cờ thua đấy. Kaka Summer bên mình là Pơ của game thủ BB và Room. Đây quả nó phải như này. Đừng có chen lá chen hoa nữa. Cho xin mấy quả bình thường thôi. Đấy, quả 7 rồi, gỗ đẹp rồi, xem Pơ thôi. Pơ thì có heal rồi, quả cũng quả 7 luôn, gỗ gần. Cảm ơn anh em Lê Hùng nhé. Đánh ở văn phòng Thiên Khôi nhé. Không phải đánh ở Cyber King Bắc 20 Hoàng Cầu. Kèo đánh trực tiếp nhá. Ông nào mà ghi kèo phát lại thì thôi chịu. Thế ngày 8 tháng 6 2024 này. Ở góc phải màn hình đấy. Sao không ai nhìn thấy gì cả đấy à? Đấy, 8 tháng 6 2024 đấy. Sao được kêu phát lại nhỉ? Cảm ơn Nguyễn Huỳnh nhé, đã follow nhà sáng tạo. Chào anh Đức Anh nhé. Đâu ở mấy ông một đứa top top thôi anh ơi. Chỉ có mấy ông top top với hai hỏi là kiểu phát lại thôi. Chào anh Kevin Hoàng nhé. Bên top top anh chuyên đời cũng câu hỏi là kèo trực tiếp hay phát lại. Đấy, kiểu đấy. Tại vì có nhiều ông lấy video hay đăng lại nên hay hỏi câu đấy. Vậy yêu, thôi được rồi, yêu này không sao. Vẫn thiếu đồ, chúng là Pơ vẫn chưa đủ đồ. Quả 7 yêu 4. Nhưng cái bóng đen này phải khó đi nhá, tí nó có đồ đấy. Còn bên này là bài của game thủ He đây rồi. Lần đầu tiên tôi thấy thằng He nó có được đôi voi mà bị yêu đưa về. Đấy. Chạy Hoàng Tâm nha. Xin bài nó bình thường thôi. Chứ không quá khổ. Trận đấu đầu tiên nó cực thực sự với anh em nó áp lực. Nhìn thấy bãi quả chắc là mặt. Quả đời nó tốt. Không nói được cùng. Vài quả chén luôn chứ còn gì nữa. À, hai quả rồi. Cái mắt của mắt còn gì nữa đấy. Bài này thì xem thằng ép đời được này. Của bi có thêm hai bài hiệu. Bài bi thì tôi nghĩ là nên thẳng công a đồ thì cho bi. Theo tôi nghĩ là nên thẳng công a sập kênh. Sập kênh nào đấy. Đã sập chỗ nào đâu. Khung màu xanh không tắt được anh ơi. Khung màu xanh là khung quân để điện quân điện mát rồi. Đâu, supply đâu anh em nhở? Ok, vẫn đang trực tiếp âm âm nên ông nào supply đấy. Anh em nếu mà Facebook giật lag quá mọi người có thể chuyển sang kênh YouTube nha mọi người. Và kênh Top Top đều đang live. Tôi xem bài của He đấy, bài này soi thằng He là hợp lý đấy. Bài của nó mắt của mắt hai quả phụ yêu voi đưa về. Bài này thì với 25 dân thì cứ nhẹ nhàng được tầm 10 30 thì 20 thôi. Bài kích chín thành của cháu He á chà.
Không phải soi, tầm này một mình mày lấy đời mà không phải soi em ạ. Bằng 10-04 9-65 dành cho game thủ E. Với con Roma này thì chả cần phải suy nghĩ nhiều. Bi cũng đang vừa nhảy đời rồi, bây giờ đẹp đẹp thế. Đánh ngọt à, đúng rồi. Kèo đánh ngọt, sao có chung on. Kèo đánh ngọt nhá. Cái khung viền này không tắt được mọi người ạ. Khung viền này, khung viền của công ty thì không tắt được. Đây là người cầm màu 3. Ui, ai chà. YouTube là VCTV thôi. TikTok là VCTV thôi. Bi bị chọc lên một bài đến thẳng cung của Bi bị chọc tầm 3 sân. Đó là con giò đến từ bên của Capri. Người cầm con Kata. Chị tên gì? Nhà này ai? À, tên thủ với ai không? Vai trưởng. Bấm cái này nghe là chắc là super. Vai trưởng thật. Bi đi con tên này hơi sai sai đấy. Rồi, ăn được 6 dân của thầu. Phút thứ 14, tươi đấy. Kênh ở tao top nó không fake đâu anh ơi. Best TV là đúng rồi, gì nữa. Rồi, nào, nào. Nếu mà không để ý thì mình hoàn toàn có thể lọt vào được. Đang đi. Con còn lạc đảo đi nghe ra đứng con tê thủ ở nhà mới là chuẩn. Con đi con tê cùng người ta đang đi sang đây này. Ra sửa, ra sửa, ra sửa. Ra sửa cái đi mày. Khó chịu rồi chẳng hạn là quý. Kém hộ đấy, phải e bao giữ. Hai mét, yếu. Bây giờ e của mình đã sang cứu đấy. Đây là tình huống bẻ tốt dành cho em. Quy bên kia cũng chết đấy. Quy cũng chết rất nhiều dân đấy. Có cả con tê ở vị trí đằng sau. Thằng này 21 dành cho BB thôi. 21 là thằng rất nhỏ. Môn đồ vàng đang không có. Quy cũng chết 10 dân rồi. Quy chết 10 dân rồi. Còn bên này là 28 dành cho em. Có nghĩa là lên chuyển về sọc đơn đánh là dần đi nhá. Bên này thì người cầm màu 4 cũng để hơn sang đây. 19 thôi. Trời đất. Chém tốt đấy, đang chém cân đôi bơm đồ đấy. Cân đôi bơm đồ đấy. Tập này mấy ông kia không cửa đâu. 31, tốt rồi. Vẫn đang hay. Bên này thì He đang đẩy quân lên. Đấy, có bị hiểu nên là không dám vào dành cho vị trí của mình.
35 cho chuẩn bị, còn đây là 32, nhanh đi nhá. Thằng Hồ Lăng lại cuốn rát đấy. Bông này rồi bung nhà, đáng tiếc nhỉ. Chân hai từ đầu xuống là con năm cái đàn con này có thể là 42 thì cho đi. Vàng đang hơi yếu, hay có khi là chuyển sang bộ môn gì đi, sắp bơ sắp bỏ đi. Thêm dân vàng, tốt nhất là cơ hội nó chạm vàng vào đầu đi. Kìa tốt nhất là mình nó chạm vàng vào đầu thì nó sắp quân hạ. Tí nó vàng nó sẽ lên sau. Đây là 45 đến chừng người cầm 1 vùng. Bắt một cái thứ 7 con chém này. Mất là rất mệt mỏi đấy. Đây là 33 này cho em, vẫn tốt. Em đang có trận đánh rất ổn. Và bài đủ cho em, có thể là nhiệm vụ là cân đôi từ đầu. Đó, còn phải có bơm đồ nữa. Trong đó bị đang lợi thằng 51 rồi. Người như đang đăng nhà bia. Đừng chạy đấy, đừng để nó bắt hết và thua đấy. Đừng mang vào như thế, đi cùng với Kuma đi. Chết rồi, các em đánh như này thì cũng có thể quá. Còn từ một cái thế tương như thế và cuối cùng để thành lỗi thua. Còn ông đi lỗi quân thì chết bố đến người con, thằng còn 31. Thôi chết rồi, đánh này học xong là 03. Chết rồi. Vâng đi quả cùng vãi trưởng thế. Vâng nhìn đi nhìn lại, chết bố đến người con rồi. Hỏng. Tỷ số là 0-3. Ui ôi. Hỏng rồi. Quân để ý vào. Thầu nó không nên đòi này. Trận cửa thắng sáng bưng, anh em đánh nào thua được. Trận đấu tư rồi, chết dở. Chọn map kìa. Map. Chọn map đi. Đi con tê làm gì? Yes. Đánh bố con tê ở nhà đi, có phải không mất mấy dân không? Yeah. Đi con tê phát là yếu ngay.
Ở ra đây với trận đấu thứ tư thôi. Vâng, Persien dành cho bên kia. Phải là lỗi một trận bị sái cầu luôn. Persien dành cho Quýt, Sien dành cho Tiểu Màn Thầu. Ta có Rome và He là người được cầm con Mark. Rome Mark đối đầu với Persien. Phải là sái cầu luôn. Yes. Yes. Bên kia là Persian, chúng ta là Zomark, quân yếu hơn là khá nhiều, một cung một chém. Bên mình thì là hai con chém tuyển đấy. Nói chung là thua trận trước là bị sải cầu đấy. Theo tôi thì trận trước thì nên đứng con tê ở nhà, tại vì thằng He bài nó khỏe như thế cứ để nó đi chậm đi. Con tê đứng ở nhà thì gần như là bên kia nó sẽ không thể ăn được nhiều dân mà mình không bất lực gì nhiều cả. Sau đó là mình tính tiếp. Bài này thì tôi cũng đang chưa nghĩ ra được cái phương án nào mà giành chiến thắng hả anh em ạ? Đang cố gắng để xem nghĩ ra cho anh em để có phương án nào để giành chiến thắng không? Tôi cũng đang nghĩ ra sẽ có phương án nào để giành chiến thắng không đây. Đây là một chiếc BS nữa. Chưa có gì cả anh em ơi. Chưa có cái gì cả. Quân bên kia nó cũng chỉ là bơ với sen thôi. Nó không phải là một cái gì đó người ta gọi là quá khỏe cả. Mặc dù chúng ta chỉ là zoom mát. Mày thì chim lợn cái gì hả Dũng? Các bạn cứ bình tĩnh. Người ta gọi là cờ bị dĩ tốt. Biết đâu trong một cái giây phút ngặt nghèo, giây phút lâm chung nào đó mình nghĩ ra được một phương án để có thể tìm ra được lý do của cuộc sống này. Đây là bài của He. Thì chắc chắn nó chỉ là Persian thôi mà ấy. Nó có phải là cái quân gì nó gọi là nó kinh điển đâu. Nó cũng chỉ là Persian thôi. Cùng đám là mình thua. Mình phải lạc quan cho các bác cứ bình tĩnh. Không có cái gì cả. Ở bên kia thì có mỗi Quýt trên đời không? Chưa thấy cái gì cả. Mỗi có mỗi Quýt trên đời thôi anh em ạ. Cứ bình tĩnh. Rồi bọn tôi cũng sẽ lên đời. Nó Quýt nó cầm cái quân gì đi. À cầm bơ à? Nó cầm bơ à? À Quýt cầm bơ. Nói chung là cái viễn cảnh mình vẽ ra là phải bên kia một người không lên đời. Tốt nhất là bơ không lên đời, nhưng mà bơ lên đời rồi. Đen là bơ lên đời rồi. Đấy. Bài của mình kích không muốn đâu nhá. Kích tuần 10 mười mấy.
Mà qua bên kia nó lên sớm quá thì mình phải chịu thôi. Vâng, có giò của game thủ TMT. Úi dồi ôi, hai chém à. Vâng, những người anh em bên kia thì thực sự anh em là quá cẩn thận. Quá cẩn thận dành cho bên kia. Thật sự anh em quá cẩn thận dành cho bên kia luôn cho nó mát. Hai chém. Tạm thời thì hèm vẫn giữ được mạng. Còn đi bên này thì 25 đô. Dù mang. Mình thì vẫn đang đuổi con giò của nó. Mà bi không có lực. Hè thì có lực thì tôi thấy cái đám con dân lên rồi nhá. Thầu nó đóng nhà BA đấy. Bố vật được tình huống đóng nhà BA ở đây. Sẽ có cung A bắn T. À có T bắn những đơn vị dân vàng. Đâm Y chứ không phải đâm T. Y cũng thế thôi. Nó đâm Y mình cũng chuẩn. Đằng sau là có cả quýt nữa. Ôi đi ra rồi. Bi thằng là 31. Đang có tình huống công phu đấy nè. Game thủ cầm bó 3. Đánh đúng kiểu solo. Bên này thầu lấy mang cung rò sang bắn nữa. Quá một khó chịu của một dí của tình huống. Bọn thằng này là rất hiểu với nhau. Còn là rất tốt. Bên này thì quýt đánh đúng kiểu solo 1L3. Bây giờ công an nó sẽ đọc rất nhanh luôn. Nhưng mà hè rồi đi xa 0-4. Vẫn là một cuộc chiến nào đó chúng ta vẫn chưa tìm ra được lời giải lối đánh. Anh em vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn và tỷ số là 0-4 ở trong kèo dấu giao hữu ngày hôm nay. 3 giờ, 1 tiếng, 4 trận. Sắp mặt rồi. Trận trước không thắng được, tòe luôn trận này. Ta lại bên trận đấu tiếp theo rồi. Trận đấu thứ 5. Cặp đôi bên kia khác tinh của cặp đôi này. Mình vẫn đang chưa được tìm trận nào tìm trận mở màn. Ok. Yes. Vâng, trận đấu thứ 5 rồi. Yamato dành cho game thủ cầm bóng 2 bên kia. EAC. EA dành cho cam quýt. AC dành cho tiểu bàn thầu. Bên mình thì có
IA của game thủ BB và hay là người được cầm hit. Bên mình cũng đang một cung một chém đấy, vẫn là một cung một chém đấy. Cũng khó các bác ạ, mình chỉ lỗi cái trận thứ ba thôi. Còn mấy trận sau thì bên kia người ta đánh hay hơn, và một phần là mình cũng đen nữa. Phần này mình cũng đen nữa đi. Có chiến dân lên trên dốc, nhưng mà chiến dân không chịu. Đây là bài chém. Đây sẽ là bài yếu đầu. Sau anh nhà cứ cầm cung đi, khá trông. Trận này thì quân cũng ngang ngang. Khả năng tôi bom này đen, chắc là do mình đen thôi. Bạn của em có đồ. Đây sẽ là đôi voi mà em sẽ câu về trước BS thứ 2. Rồi, tốt rồi. Có quả cùng. Ủa tổ là bài hơi rộng thôi. Còn đây là bài của BB. Vâng, đây là người ăn chay. TMT cặp AC. Hai bài yêu bảy có đúng đấy. Bên kia thì đặt dần thoát. Hầu là cũng chi phết. Đây là bài đến từ người cầm 14 Kim Phủ E. Đây sẽ là bê mở. Đáng thế. Bê mở. Vâng, đây sẽ là BM và đây là BA bên trong. Còn đây là bài của B. Đang đóng nhà điều kiện mà anh em kích đời nó cũng bình thường thôi. Trong đầu 10
Well, Combat Daggers. Combat Daggers, correct you. All Combat Daggers. All Vâng, đây là con rò. Quýt. Quýt là người chọc treo cho thầu à? Hai lờ rồi chú Bi. Đang là 25, bên kia có tê đi công nhé. Tay là có đang là 2 dân 3 dân. Có thể mẹ bên kia người ta đang công cần chấm được cái he. Cây tê tụng à, mình về chết rồi. Còn về bên kia thì chết rồi. Bi sẽ phải quá cân đôi. Hai của Bi cũng là một đảng đây. Tuy tầng người đang phá sang đây chăn lực EIC và AZ. Rất nhiều chém của game của Capit đang tạo sang đây. Vậy cái thế này là thường thầu gần như là vẫn quýt và he là vẫn chưa mất gì đấy. Chém người điện thoại kéo sang đây. Còn bên này là bài của vẫn he 2A, 3 dành cho he. Cũng may bài là kín. Cứ bó cho em mà đi, bó cho em mà đi cho chắc. Đi quân đi, đi quân nghe. Đi mà đánh thủ được. Không có bay quả đánh thủ được thoải mái. Đi quân, đi quân. 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 Đi quân, đi ui giời ơi. Bi kìa. Bi. Đây đi. Tôi cần nuôi luôn. Tăng A đi. Tăng 2 kiểu. Đây đi chỉ 25 rồi. Đây cũng quán 2 rồi. Đây xe. Thì bắt quân của cả người cầm 13 và 14. Đó rồi tôi kém. Bi chắc nó phải nhờ. Vâng mấy con 2 rồi. Bi cho đi khỏe. Bánh xe nó khổ. Phía sâu hơn thì chưa có bánh xe. Còn bên này là 47 thì 68 đến từ một tầng một nghe. Lưng ra về này mà lưng ra về lưng ra. Có giáp rồi. Có tí vàng còn lưng ra về. Quy tình là bài. Nhưng mà Quy được xây được cái lượng chém và rất nhiều. Lượng chém của Quy nó đang rơi vào cái tầm người hơn 10 con. Bài Quy có gì thì bộ Quy chém luôn, quẩy thấp. Bài Yamato này tầm 15 con chém 16 con. Ôi Bi chạy sang nhà Quýt đi. Sang nhà Quýt chém thôi, tao phải đừng đánh thằng Hầu. Thằng Hầu quân. Tính hè lên ra 4 rồi thì phải, tôi thì còn 5 bàn. Chẳng thứ 2 được chém mình kia vẫn rất nhiều. Vậy là cái chém của Quýt đã. Thì mình tính được cái phương án đánh tiếp theo. Đang giữ tham khá khéo, 23 vẫn đang ôm rất nhiều chém. Nghe hè này phải dí lên luôn đi, dí lên luôn đi. Đi AB dí luôn đi. Dí là phải dí chết Quýt đấy. Thế này, đàn chém lâu rồi, mình cứ chạy như này nhá. Mình cái cung nó bắt được, mình thua đó. Không còn chém đánh, không đánh gì đâu. Còn đây là máy của mình thôi. Quần vào như chỗ không người dành cho game thủ từng kiểu bàn thầu làm cho he chết chỉ tầm 4-5 dân. Còn mà mình đổi lại thì mình có thể đừng chết chỉ tầm 7-8 dân dành cho he. Đổi lại mình bắt được khá nhiều quân của game thủ kiểu bàn thầu nguyên một kích. Còn bên này là bài của Bi thâu nó đi hết quân rồi Bi ơi. Nó đi hết quân rồi đấy. Chưa chém được và nó cũng tin. Thôi qua trở lại giúp Quýt được. Còn bên này thì là 49 đến từ gần game thủ he. Đánh như thế này thì cảm giác không thế nào nữa. Quy tôi vẫn đang còn nhiều chém. Chưa nhìn thấy cửa gì. Cửa sáng nhiều, không nhìn sáng lắm. Quy vẫn đang đống chém. Ôi lần ra 4 cho thằng he đi. Có vàng, bớt cho nó tí vàng nó ra 4 em ơi.
Nhanh nhau đi ra phố đi. Không chém bao nhiêu đây này. Ui giời ơi, được chém một quýt. Bao nhiêu chứ? Rất nhiều chém đến từ game của quýt. Chém một quýt thì cái này khớp không hề mới đẩy. Khớp mới đẩy. Bao nhiêu chén quýt rồi mà. Ủa, đánh như thế này, hay thật. Tại vì đánh như thế này, thằng thầu nó cứ đẩy lên thì ổng cũng bi kiểu gì thì kiểu. Nó cũng sẽ mất chén đi. Trong đó bên này thì cũng he không đẩy ổng quýt. Chém điều này, đẩy nó lên. Ra bốn đã, phải tính tiếp. Cái này khỏe thật sự. Chém một quýt sắp đến tận người tơn đều. 20 con. Đi ban đầu và đỡ chém của giò của quýt. Gần như là đi ban đầu là phải chống hai nhà rồi. Còn bên này, bên này không đủ thế nào đâu. Bên kia thì cũng rờ người ta ra 4 rồi. Có chất bản đồ đấy, 82 là có chất bản đồ đấy. Bây giờ xem là mọi người nghe là giải quyết trận đấu này kiểu gì thôi. 82 là có chất bản đồ đấy. Đấy, đứng cuối hết trong nhà đi, nó sẽ ốp một tuần nữa. Vâng, tôi không biết là người ta sẽ những ốp này đánh như nào đây. Đây là bắt phí tầng đi những khổ. Vì bây giờ đang chạy đi kèm, trẻ cứ bị đang còn giữ là rất nhiều. Đã 4 đã có, sau tuần này là phải nâng cái đấu máu nữa. Đánh to khỏe lên đi. Chỗ nào yếu thì cơ cấu nhiều hàng nghe vào mà nó ốp kìa. Đấy đổ ốp này. Chỗ này đứng 3 con thôi. Chỗ này đứng 3 con thôi, tập trung đứng hết ở cái chỗ đẹp nhất đi. Còn không đứng được thì chú ý vào bên trong. Chú ý e nhá. Chú ý ở bên trong đi. Mười lăm trên 88. Làm rồi đầu máu có rồi. Bây giờ lưng lên và lở thôi. Công việc là chỉ được lở và đào vàng. Đi tìm được số mới. À, còn 4 dân chuẩn bị đi. Đi fit rồi đấy. Đấy. Vào đi, tôi chui vào bên trong đi. Đừng để hé nó cân mát. Nhà thì đang bị người ta xóa sổ rồi. Tham đẻ đấy, tham cổ nghe bằng hai nhà bên kia cộng lại đấy. Ốp làm sao được, ông thầu ốp kiểu gì. Không bao giờ ốp được. À, bên kia người ta đang áp lực lên rồi. Kích 4. Kích 4 thì đánh cung rửa lửa không thắng. Kích 4 thì đánh cung rửa lửa không thắng. Đấy, chốt cái BC nó trên kia đi em ơi. Đấy, chốt BC đấy đi. C chứ. Ủa, sao không thấy quân đâu nhỉ? Không nhìn thấy quân đâu cậu. Quá nhiều dân dành cho e. Nhiều dân thì không có tài nguyên. Đang quê em ơi.
Mai anh ở nhà là anh không lên được. Thứ hai á, đang quê rồi. Vâng, tiếng game thì tiếng game máy thằng Bi anh em ạ. Máy Bi thì cháu Bi dụng rồi nên sẽ không còn tiếng game. Đây là 97. Lấy một mình máy tiếng game của cháu Bi thôi. Vâng, bây giờ là một tuần lao vào cho bên phía của đội bạn vào đây. Vào hết đây, lên 4 support. Support đi em ơi. Ôi. Tiếng game bảo ok anh ơi. Đây, tiếng game này đơn giản, có gì đâu. Đấy. Căn bản là thằng Bi nó fit rồi nhưng không có tiếng game thôi. Tổng sát 83 mà trả cái quân đâu nhỉ, quân đâu biết rồi. Vâng, bảo vệ minh chủ đi, không minh chủ fit đi đâu. Đây là phải đi sau, khổ thế à rồi. Thể với các bạn đánh vất vả thật sự. Đấy, 77 đây cho game thủ và nghe. Bảo vệ hoàng thượng kìa, hoàng thượng có 2 tham rồi đấy. Rồi cuối cùng thì tôi nghĩ là vẫn đỡ được đấy, mấy con hot này nó uy tín lắm. Hot này mới thôi, đừng phải e đấy làm cái gì cả em ơi, anh nghĩ là về cơ cấu ruộng mà sắp quân ra đi. Không phải e làm cái gì cả, mấy cái con cung rời gì rách, cái tầm này nó yêu con cung rời hít. Vâng, tên tuổi gì trong làng vui chơi mà mày phải lo. Cung thì cung hot thì hot hit, kể cả hot nó chưa thần, bẩn nó còn lửa nó vô địch thiên hạ rồi. Chấp gì mấy cái con cung AC đấy. Vào đây bộ cái, cơ cấu này được đi. Vâng, cứ bẩy làm cái gì cho nó mệt á. Bây giờ mày đứng ra ngoài anh xem nào, tầm này mấy cái con cung AC đấy cái gì cơ được mày. Nếu mà nó không có ca. Để xem là ông Bi tham ấy. Đấy, còn có 2 thôi đấy. 2 trên 8 đấy, làm gì nào. Vâng, bên kia ông Quýt cũng đục trên kia nữa. Thôi, đục làm cái gì nữa. Tham của Thấu đang to, nhưng mà tham của mình là tham hit bắt. Bắt nó cho hiểu. Dằm ba cái con bằng cục AC này mà làm trò với chúng tôi á. Nhưng mà đi hơi ít nhá. Nếu anh nghĩ là mày bắn thằng Quýt trước đi, cho nó đỡ có làm trò đi. Rồi sau đó bắn thằng Thấu nó chỉ cầm cục AC thôi. Gì không? Vâng, chém hot đó thôi chứ. À, chạy, có tí cung nào phải chạy. Đấy, có tí cung nào phải chạy. Vàng thì sang nhà thằng Bi mà chén, nhớ ruộng đi. Sao lại nó nòng ngoằng thế nhỉ? Đâu rồi, cung đâu mấy rồi? Mày đứng lên con dốc này cho anh cái, Hot AC à, ông mấy con cung rồi, AC cái đinh đám cho gì? Đâu rồi? Này, ăn vàng này, lên 4 cho em. Lên 4 cho đâu? Nghe này mang cái thứ dân làm gì ấy? À, lên 4 rồi, lên 4 này. Như nào? Lên 4 chúng tôi để đứng ở chỗ đẹp đi. Đừng dí vào hè ơi, xin em ấy, em đứng ở cái con dốc này cho anh nhờ cái. Xong lưng ở cái đào vàng 2 lên nữa. Ê ơi, cái đi. Mày đỡ hộ cái. Nãy giờ cậu định mày hơi nhiều rồi đấy. Mày xuống hết lên. Tầm con hot hit này cũng sợ gì ba con hot AC thì chấp đôi con hot AC thì cho nó cẩn thận. Lên nhà hen vàng. Đấy, vào đây. Còn quân không? Mấy cái ông thiên khôi này nãy giờ làm trò nữa. Này cái đứa này họ thích được chấp hết. Không phải chạy đâu cả. Mày đứng bên đấy. Vâng, đá tượng thì không nói được. Nãy giờ khó chịu thật. Đấy, cứ đỡ đi đỡ. Quýt. Nãy giờ khó chịu. Tỷ số là 1-4. Cầm con nó hít. Con ra. Mày đứng lên ra ngoài đây làm gì được mày. Thế là xong. Tỷ số là 1-4. Không bị x0 rồi. Nắm trỏ quá, cứ cầm con e vậy làm cái gì. Mày đứng hết ra ngoài mày bắn đi. Vô sự. Đánh cái trận mà thực sự với các bác là cũng đau tim đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Mình nhìn nó cứ kiểu gì. Ba cái con cùng rở AC, nắm trỏ. Vô cái ông thợ làm như cầm cung rời hít không bằng đấy. Ôi được rồi. Tóm lại là cứ mưa đến đâu mát mà đến đấy, cứ gãy được tận trận đó. Tính tiếp. Giờ người ta còn là mưa đến đâu mát mà đến đấy thôi. Ngay đến bên trận đấu thứ 6. Lập mạng nhiều quá bây giờ mới được vào mạng. Cứ làm cái e làm cái gì. Mày cứ mang cung ra mày đứng cho nó khỏe. À.
Đâu anh em cũng phải thông cảm với thế trận vừa rồi là he nó không không quen cầm mấy. Nếu mà để thằng Bi cầm thì nó lại câu chuyện khác. Nếu mà để thằng Bi cầm thì nó lở nhanh hơn nhiều. Thôi không sao, thắng là được rồi. Mình cứ khắc phục dần thôi. Cứ bình tĩnh. Thịt gà còn nhiều món lắm. Cũng khó, cũng không thể yêu cầu nhiều được, hen ra cái chém. Chứ nếu mà đổi sang Bi cầm thì nó lại khác. Bi trận phế, u vải trưởng sao lại phế. Nó cầm chân được hai người rồi mà. Mấy ông này cứ bình tĩnh. Rồi và đến bên trận đấu thứ 6 rồi. Dù gì thì dù được cũng hơi được kéo trước rồi, ít nhất là có một chạm rồi. Không có chạm nào thì chết. Mình lại thành chủ đề của AOE 47 này. Bí nó cầm chân hai nhà như vậy là tốt rồi. Các bác yêu cầu cao thế. Các bác yêu cầu là chém chết thầu à, xong về nhà đánh thủ à. Thế thì kinh quá. Thầu cầm cung giờ đấy cũng cứng phết nhỉ. Cung đa gì vào này đó đấy. Cái gì nữa đây, ra đây map sáng cái này. Tất cả lời đấy. Sáng choang là được. Mấy kiểu nằm áp ông Dũng Tiger này. Tuần sau mới đánh giải bình luận viên là đúng anh ơi. Ngày 14 và ngày 15 nhé. Trong hai ngày đấy thì sẽ chọn ra một ngày để đánh giải. Nếu mà anh em không không bận việc gì thì sẽ đánh. Còn không thì cũng chưa biết được. Maxi, bên kia là con gì đấy? Max. Sao quên à? À, quả đẹp đấy. Bên kia là Romfo, bên mình Max cá. Quân bên kia vẫn đẹp hơn. Romfo, Maxi, Chomi, Kata, Yoe. 6T. Ngày xưa đó. Cảm ơn Vũ Cường đã follow nhá. Cam có quay ở Cam thì chắc là ông Bi này ông đang hút thuốc nên Cam nó chuyển sang chỗ khác rồi. Cái gì đấy? Tuấn và giải bình luận viên không vô địch thì nó bỏ tất cả luôn. Bỏ làm gì không anh? Bỏ hay không là việc của bỏ. Cứ bình tĩnh. Lương công an thì tạo còn đấy. Mình đi nghĩa vụ công an thì nghĩa vụ bộ đội thì người yêu của nhà có bạn thân nó chăm sóc. Có cái gì không? Cái gì nữa đây? Nhưng mà qua gọi là 1, 2, 3, 4, 5, 6 trận thì tôi đang thấy là he chắc là phải đánh thêm nhiều. Đánh thêm một khoảng thời gian dài nữa thì may ra mới lấy lại tay được mà phải đến những kiểu đỉnh cao. Chứ tôi nghĩ là trước khi quay trở lại những đấu trường kiểu này thì nên đánh solo trước. Đánh solo với những người khỏe trước. Lấy lại tay nó vẫn là dễ hơn so với chưa gì đã phải những kèo kiểu này. Bây giờ
slogan? Vâng, đây là một bài mà He đang vác dâm đi đập lô. Ăn tranh với game thủ Cam Quýt. Ôi giời ơi. À không, tôi chết rồi ông nghe ơi. Ông nghe mới quay lại đến thế, ông không biết luật bây giờ là được đập bóng à. Ui giời ơi. Chết tôi rồi, được đập bóng. Chết cháu He vẫn cứ tưởng là đập bóng là một sự thua. Thần kinh mất. Update đi ạ. Bãi cả lều. Thôi xong. Giải bình luận viên khán giả có được đi đánh chén không mà được anh ơi, thoải mái anh. Anh cứ đóng phê đóng suất vào là được đi thôi mà, quan trọng chứ. Chứ bọn em thì không có điều kiện để mời rồi. Được rồi, thì ego họ mời khán giả cộng đồng chứ bọn em thì xu dính tú không có, không thể mời. Vâng, mới quay trở lại DT được một khoảng thời gian và He vẫn đang nghĩ là đập bóng thì sẽ bị xử thua. Và He gài móng, nhưng mà đen là bị Quýt ở tiểu bàn thầu nó đập. Đen dành cho He. Cuộc sống với He thực sự là quá áp lực. Vậy E chặn dân tôi ông này, ông ấy còn gài cả móng nữa. Luật ngày xưa thì sẽ sửa thua, nhưng mà đen. Luật này đã 3 năm trở lại đây, luật nó đã update như vậy rồi. He quay trở lại và hình như là chưa update. Điện dành cho He. Chưa kịp lên US mới rồi. Cái gì đây? Thiên khôi Quýt nó chọc rồi. Quýt cầm rôm. Ba mươi lăm tuổi, bây giờ tập luyện muộn anh. 35 tuổi thì em nghĩ là anh làm một công việc gì đó hay hơn. 11 năm, 12. Bi là 27 dân. Ba cái ruộng kín ở đây. Nhưng mà liệu có đỡ được cái phô hay không mới là cái vấn đề. Sau tôn chọc He chán chê thì con phô nó sẽ đẩy thằng He thôi. Rồi sau đó nó mới tính đến cái chuyện mà thằng sang đây. Sẽ là một tính bo nha. Một tính bo nha. He thì tôi nghĩ là chắc cũng một dòng D thôi. Không xuống được. Quá khó chứ không phải được tính vô quy. Hay là tôi chưa update được các bản chế đâu. Thì cảm giác bản chế của thằng He này cũng thiệt điện làm gì. Đó là cái bánh xe là một số không mất do. Hay à. Hay chẳng lý tiết tây thì nó mới có y mất. Quảng rồi anh em ạ. Nước dừa là không lành. Nước dừa là không lành. Bà Y thủ Che Thiên này liệu có làm được một cái 2-2 nào đó không?
Tiếp tục là ai dồn lên. Đây là đơn vị y đến từ game thủ BB. Bây giờ thì đội bạn đang có tình huống là nào này, không biết là thầu sao. Vì cũng có y thủ. Rất đồng ý đến từ BB. Hè vẫn đang là 26. Thầu nhé. Thầu thủ là chuẩn bị dí quân sang đây đấy. Có trên tầng 3. Ô, lọc nhau. Ôi, trời ơi. Không bao giờ sửa được. Tôi sẽ cho nó buông. Nếu mà thằng cầu không sang đi tìm thì chắc chắn là quýt chứ không thể thở nổi. Ăn thêm vàng đi. Không bao giờ thở được. Bạn cho em được quýt. Nhưng còn đi đám nó rất to và đang lọt vào nhà của người dân. Một kê cục cam quýt. Này, giờ đi sẽ là người đào vào tôi nghĩ lên để he đào vào. Và đi tập trung ở nhà chuẩn bị đỡ cùng R đi. Đỡ cùng R đi là hay hơn. Đấy, ăn dần đi đúng rồi, đi kiếm lúc chuyển A không nhỉ? Thấu chuyển A không? Ôi, lúc chuyển A thật không? Đây, thử chuyển A của anh thằng con A. Vậy là bên kia có cung A nào sang rồi. Vừa nói xong. Anh thằng con A không? Vậy là chuyển A. Quýt cũng bay rồi. Nhưng mà bây giờ cho xem đi nó gánh được kiểu gì thôi. Vâng, A thì nó có thể cân được cả ông ta tha. Có A thì được kiểu bản thân. Nó nha, nó bắt thì cũng lên nha. 2i à? Chắc phải tầm 4i. 4i thì may ra đủ. Nếu xác định đến châu y thì A đâu, đây có A rồi. Đây là quyết định cũng là sẽ là một tình huống chuyển A, nó đến nhà mình rồi kìa em ơi. Chết tụi nó. Đỡ lọt ba con ở bên trong là mệt lắm rồi. Thái ép đi mà giặt quân. Thái ép đi. Em ơi. Thái ép đi, giặt được quân chứ. Bé A thứ tư. Này thầu đang đứng quân lên thì cũng đầy quân lên đó. Thầu nó vào được trong trận thi đấu này là sẽ khó anh không biết. Đi chuyển A nhưng mà đâu như là tự tin. Bài thẳng cũng ngang xuống bài một chuyển bao giờ. Tỷ số là 1-5 dành cho bộ đôi của Thiên Khôi. Khó. Tránh kiểu 2 này cũng khó lắm. Bị cái quýt cũng chưa mất gì. Bài quýt nó đánh khung nhà, thành ra mình mất khoảng thời gian để có thể là lấy được nhà của nó. Không đơn giản. Và đây bên trận đấu thứ 7 thôi.
Baby Long dành cho người cầm màu 2. Cái kia là Ezifu, quần đẹp hơn thì khó đánh nhỉ. Mình lỗi một trận. Trận Over. Còn đâu bên kia quân nó có đẹp hơn ấy, khó đánh thật sự. Hai baby đánh với Ezifu, quân đánh được. Còn đánh được không? Yếu hơn tí. Trận lắp sáng đánh lại nhá. Sao lại sự thua được? Nó chỉ là câu chuyện lỗi map thôi. Em giải đen kiểu gì được anh? Quân bài này nó như thế rồi. Em không biết là bây giờ giải đen kiểu gì nữa. Quân bên kia thì mình lỗi một trận Perom thôi. Đâu thì tôi thấy là quân bên kia nó vẫn cứ gọi là cái thằng tàng hơn bên mình. À kèo mùng 8 tháng 6 rồi anh em ơi. Ở trên góc hàng này. Này không phải quay quân. Ra đừng quân thôi. Cái kia nó đẹp đẹp gì. Đánh giải Bình Đối Viên là ngày 14 hoặc ngày 15 mọi người ơi. Nếu mà hai ngày đấy mà không có kèo gì phát sinh thì sẽ múc vào trong hai ngày đấy. Cam quýt là 2K1 hả? Cam quýt thầu mày. Bài là có đồ đấy. Có đồ dành cho Bi. Hè tôi thấy cũng có đồ đấy. Đôi voi quả phụ này được không? Được, map đánh được, map đánh được. Map này là chén được. Bên kia là quân nó đẹp hơn. Bài có đồ. Quả phụ 6. Hai quả phụ dành cho game thủ E. Bên này là máy của game thủ Bi. Bi có quả phụ, yêu có voi. Bên là bài của Bi cũng có đồ. Đấy, chứ không phải là không có. Tạm được là tránh với Quýt. Egypt của Quýt ở đằng ở đây. Kéo E sẻ Bi ở ngoài anh à. Kéo đấy thì có đánh anh ạ. Còn bao giờ đánh em không biết. Chung là em chỉ biết là kèo khó đánh thôi. Còn đánh bao giờ thì em không rõ. Mấy bảy dân đến từ Bi đánh cung. À đánh chém chuyển. Còn đây là bài đánh cung cho nghe. À đánh chém này cho nghe 26 dân. À anh kia nè, cảm ơn anh nhá. Em là không biết là ai là người vừa mới đun lết cho em làm chủng. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Lâu lắm mới có người đun lết cho đấy. Ăn vàng. Vàng trên kia đẹp hơn nhở. Cái quần này nó cũng yếu, tốt nhất là hai ông anh chém đi. Anh chém và chuyển sau đi chứ đừng cung là cái gì cả. Màu 3 Quýt đã chọc rồi. À đâu đây TMT tiểu bản thầu bên kia nó cũng đánh hai chém đấy.
Giải bình luận viên là quý tuần sau anh em. Liệu ô anh ơi, em ở nhà rồi, em có trên Hà Nội đâu, đang có việc. Anh em nào mà muốn tham gia giải bình luận viên ấy, với tư cách là ví dụ bọn em đánh kèo xong bọn em có gala ấy, thì anh em có thể tới em nhé, để em có biết được. Còn bên này thì anh em thấy là nghe cũng đang có sát thương, anh muốn kiểu bò luôn. Vâng, quýt là người đi sai, trời ơi. Vâng, cuối cùng thì vâng cũng đã có được một trận nữa. Tỷ số là 2-5 rồi. Mày quá, không mang tiếng ôm bom. Vâng, có chạm nữa rồi anh em ơi. Con thở là con gỡ. Tuyệt vời. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tuyệt con nhà bà vời. Tí nữa thì tìm. Tí nữa thì cụ đi. Chân đại ngắt. Anh em đợi tí để em nhắn tin cho anh Hòa thì xem có đánh kèo không. Cố lên các bác ơi. Bật được 7 năm thì nó là siêu phẩm đấy. Giờ cảm giác cứ có thêm chạm là mình lại mừng rơi nước mắt. Chào mấy trăm anh em đến top top nhá. À nhờ, 400 người xem đông phết nhỉ. Thế gọi là đông không? Không vô địch giải bình luận viên thì cắt. Bình luận viên đã chốt đánh cái gì đâu anh. Thực ra bình luận viên đánh đỏ đen thôi. Đỏ. Nói chung là đánh cái gì cũng phải cần đỏ. Bắt buộc đánh giải là phải cần đỏ. Tầm này không thể đánh bằng thực lực được. Đánh bằng đỏ thôi các bác ạ. Và ra đây bên trận đấu thứ 8. Bật được thì nói chung là ok. Map đi. Oh yeah. Đợi gì đấy. Yes. Thắng có được gì không này? À đây là kèo công ty mà anh ơi. Kèo công ty mà. Yes. Yes. Móc 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 móc. Vơ không anh ơi, vơ này không chơi. Này bầy bì. Phô pan ở bên kia cái này. Chịu rồi. Baby hit được con đền mình. Kia full pan cơ không ạ? Để ngã thật sự luôn. Con đền mình. Được một trận Perron. Một trận EA hit được gọi là cân cân. Con này. Con bên kia đẹp nhỉ? Không, thực ra vẫn cho chơi được mà, nhưng mà quan trọng là nhà tài trợ người ta cũng yêu cầu là giải không có vơ đấy, thành ra là cũng không thể cho vơ tham gia được. Mình phải yêu cầu, mình phải tôn trọng nhà tài trợ. Nhà tài trợ bảo gì thì mình phải nghe đấy, thì họ là người trả tiền cho anh em vui chơi mà. Phù vàng đẹp quá nhỉ. Phù vàng thực sự còn đẹp. Anh Huy thì thứ hai đánh kèo. Anh Huy thứ hai có kèo gì đấy? Có kèo ông bầu đấy. Chào Ngô Văn Tạng. Tên đúng nhỉ? Hôm nay tôi sẽ vẽ ra một viễn cảnh là hai ông bên kia đều không lên đời. Cho nó cẩn thận. Ban chết hai dân. Cứ mắc binh là được, các bác ơi, bài cứ mắc binh là được. Bầy yêu đưa về sát tường dành cho bi. Còn bài của he thì cũng đang quăng đưa một cái bầy yêu xa về. Con này thì biến cảnh khá xa rồi. Tôi vừa vẽ ra cái biến cảnh, không biết là anh em có làm được không. Ừ.
Không biết anh em có vẽ ra cái bên cạnh hay không, chứ tôi đang trình bày đó. Dần đấy được ha. Trả lời với bài của BB. BB đánh bao dần đấy? 25 dần. Yuri, Hilary, Zoganta, Alman, Alman, Alman. Homus. Homus, Homus. Homus, Homus. Homus, Homus, Hilary, Homus. Hilary, Zoganta, Alman. Yuri, Alman, Zoganta. Hilary, Facebook lag đúng không? Chuẩn anh ơi. 5 năm rồi không gặp anh đi. Ai à? Thế thì anh phải gặp đi. Anh đi giờ thì vẫn thế. 13 lần. Đang chào mọi người cầm M1 Quick 4 không nhà 2L chăng? Nào anh gặp lại anh Huy thì sẽ biết thôi. Huy bây giờ thì vẫn thế, một mình lại bóng. Ban của Hè đóng gì đấy? Đóng L2 này. L2 này làm gì cũng cơ hội ở thầu. Vâng, đánh 2L cho mày hiểu lúc đầu ạ. Chết dân, nó cũng dân lên mềm thế. Quái trưởng hai con dân ban 2L. Đây là bài của Quýt Thiên Khôi Quýt. Khủng bố nhà được không? Phổ khác cũng nhảy thế. Đây là bài đầu thì bị chưa có sát thương gì luôn. Cân đôi thì các bạn nhà vẫn đang cân đôi thì Ruby đấy. 2L mình xe luôn này. Cái này là máy của em. Sao mà đi em đấy đi. Ruby nó vẫn đang chém cho thằng Ban mà. Ruby vẫn đang đưa vòng tốt, vẫn đang dính
tốt của nhà của mình thì là ba bắt đầu rất nhiều. Hiện tại là của mình xây mà. Cân đôi đến phút thời điểm mà phút thứ 17 trong game rồi. Mình phải chiến rất nhiều đường đường cần lên đặc đá nhá. Cần lên đặc đá vẫn đang hai đường của chủ Bibi. Đây là 7 con đặc đá và tiếp tục đi vào nhà Bia. Quyết quyết thì như có 3 thôi đấy nhá. Quyết 3 thôi, mình cân đôi đấy. Vẫn đang là 3 dành cho game thủ ca quyết. Đặc đá của Pan đang ở đây là khá nhiều. Và quay trở lại với He. Làm 42 lượng cái giáp đi em. Lượng cái giáp đi nhá, đặc đá nó vẫn đang khá nhiều đấy. Dí luôn. Dí. Dí luôn. Đừng để nó có thời gian thở, nó không mấy xe đâu. Dí. Và trả ba đi, đúng rồi, trả ba. Dí. Mày dí thẳng sang nhà ba anh em ơi. Không phải đuổi lạc đà nó làm cái gì cả, thằng Bi nó thừa sức nó bắt. Dí sang bên kia luôn đi. Nó không mấy xe đâu. Thằng Bi đúng lên nhà bắt quân là được rồi. Cho bên này là mày quay tham 45. Trời ơi, nó chưa mấy xe đâu. Giỏi nó chết. Mày tướng này hả thầu. Giờ quân đẹp thì chúng tôi. Quân này. Rồi đỡ đi, fit dành cho game thủ tiểu màn tàu và tỷ số sẽ là 3 năm dành cho một đôi của vâng DAC. Không có cả thua. Thua thì chịu. Vâng, 3 không thi đấu rồi mà Exit Baby mà không cần được con phô thì chỉ có thể nói là chịu thôi. Chết hết sân dành cho Khoa. Khoa không nói gì cả, Khoa là tượng. Khoa là tượng mà không nói gì. Còn tên này Bi đang muốn giải quyết luôn trận đấu này bằng cách là cân đôi. Mà tôi nghĩ là để thằng nghe nó sang tí đi. Đừng cân đôi đấy. Không cần cân đôi đâu, mày cứ vất một con cung ở lại. Sang bắt hết quân với thằng nghe, à, thằng Bi là được rồi. Đâu? Đâu? Đâu bên kia đang muốn vẩy E dành cho game thủ không tiểu mà thầu. Lực lượng quân của vâng nghe sẽ dí luôn, chặt Khoa chứ em. Chặt Khoa cho đời nó chênh vênh tí nhỉ. Dồn quân lên thôi, đứng vào trong đây mà bắn đây. Không có đường nào lùi đâu. Còn 30 không, vâng Bi xịt tương tham là khá đau. Nhưng mà tầm thời điểm này thì trách nhiệm sẽ thuộc về E. Khi giờ được bỏ đi chân này là quá tốt rồi. Đây là tình huống vẩy E. Có lạc đà nhá, có lạc đà nhá. Điều tốt, điều tốt, điều hát điều đi. Và là rất tự tin đến từ E khi vừa đã có tam hố nhưng đứa bên kia phô cũng đang khá là các con nhí nhở. Một tốt nào. Đặt 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 dí ở đây luôn đi, đợi làm gì. Trời đấy, điều đi, cho nó chém, nó còn một con đặt đà, hai con đặt đà dành cho thầu thôi. Tầm thời điểm này cho thầu đảo, cung R của mình là cung R 93 máu, còn chiếu công nghệ chặt không hai thôi. Mày cứ dí ở đây đi, tầm thời điểm này tượng, không nói được, dí ở đây. Đấu, điều đi. Cẩn thận đen nhà me của mình, à me này cái linh kia. Đấu, dồi ôi, quýt đi còn phải é. Ôi, phải cái gì ở quýt. Chặt thu hai nhá. Chặt thu hai lâm lên cho đời nó phấn khởi. Công đời của mình hơn hẳn 23 máu đấy. Chơi đi. Tầm thời điểm này mà không cần đến đôi nữa thì cậu cũng nên chịu em rồi đấy. Chặt thu hai chưa? Ờ, lâm rồi. Tôi thấy lượng tài nguyên kia mất thì khả năng cao lâm rồi. Bi chắc còn 15. Bằng Bi còn 14 thôi. Nhưng mà Bi trả lời là đánh tốt rồi. Chém đến tầm thời điểm đấy, chỉ chém cũng chỉ đến tầm thời điểm đấy thôi. Thằng nào chém khỏe thì nó cũng chỉ chém đến tầm thời điểm đấy thôi, chứ nó không thể chém hơn được. Nó ngoắng nhỉ. Thằng hết cả mặt. 58 dành cho E. Ờ, không được chẳng không ai ạ. Ê, hôm khi tôi vừa rồi nó sóc quân chứ không phải là lương trận của họ. Cái gì đấy. Bi lại chết từ dân rồi, đừng để nó đổ kia. Đi đấy, sờ tin bảy hai đi, sờ tin bảy hai đi, sờ tin vào. Và một tình huống giải rất nhanh dành cho em. Tôi nghĩ là nên làm cái chặt thứ hai. Chặt thứ một đến phút thứ 25 này ố dề quá. Bi nó không cần hai, ô tô phải chở anh. Bi nó ăn được bao nhiêu cung giờ member của thằng Quýt thôi mà anh còn bảo nó không cần hai thì như nào là cân hai đấy? Cân hai là chém chết cả hai nhà thì không phải. Đấy chỉ là đế chế dành cho sinh viên thôi. Còn đế chế này là đế chế dành cho top. Thì không thể có tình huống mà chém chết cả hai nhà được. Anh em phải xác định cái tư tưởng là cân hai nó cân hai kiểu khác đấy. Đó là vừa chém yếu một nhà vừa cầm chân được một nhà đấy là cân hai. Đấy, trận của hai đã có dành cho game thủ E rồi. Cứ bây giờ mà anh đòi chém chết cả hai nhà mới gọi là cân hai thì khê. Đế chế đấy chỉ là đế chế dành cho sinh viên thôi anh ạ. Tham một đấy. Đủ má. Vẫn không yên tâm được các ông ạ. Khả năng cao là tôi vẫn phải vận khí ở trận này mất. Vẫn chưa thể yên tâm được. Và cảm giác mà không yên tâm được thì em chơi thêm em lỡ thêm một tơ tham ra cho anh được không?
Đấy, xong bắn đại thằng thầu một tí đi. Xem nào. Đấy, tháp của em to bằng 3 nhà cộng lại đấy, tính luôn cả thằng đồng đội đấy, cho nó cẩn thận. Ôi, chặt gôn như này là đủ rồi, chỉ 3 máu là được rồi. Làm gì đây? Bây giờ nếu mà cảm giác mà không tự tin thì đi đúng một đàn thôi. Mày đi đúng một đàn thôi là được. Anh nói thật với em là em đi đúng một đàn thôi, em vào em dí luôn thằng Quýt. Còn nếu mà em cảm giác còn như vậy được thì em sẽ bắn chết thằng thầu luôn. Đem sạch nhà của thằng thầu đi, đừng cho nó cùng cơ sở gì như kiểu ruộng cái nhà chính cả. Thế là xong. Vẫn không tự tin lắm. BC bên sổ. Cái gì đây thầu? Móc à? Móc, mày vào đây mà móc. Vậy là cánh rừng thì cũng sắp bục rồi. Đây, cánh rừng thông to đùng đây. Lao ra ngoài mà chén đi em. Rồi, cũng ok. Có đẩy không? Đẩy các ông ạ. Đi một đường đi 12 giờ xem nó có kín không? Đi một đường đi 12 giờ xem nó có kín không? Làm gì có chuyện mà nhà nó chỉ có một đường vào nữa. Con bằng cái gì đấy? Đấy, làm gì có chuyện nhà nó kín được hết. Dí lên, tao mày dí lên nó đi. Thua trận này tao thần kinh luôn đấy. Dí lên luôn thì sợ cái gì cái tầm này. Làm gì có chuyện mà ông có đủ lượng quân ông bao được hai bên dí luôn. Đi đảo đi. Đốt hết thằng nghe hãng vào cũng được. Đấu, tập trung đấu với tầm quân to ở bên đây này. Đi sẽ là người đảo. Bên này cung ra của chúng ta là cung ra 93 máu, bên kia chỉ là 80 máu thôi. Đấu, đấu. Bằng thầu nó lại muốn móc. Không có tay thì vất ba con cung rờ cho mấy gỗ đấy. Thế là xong. Làm sao phải suy nghĩ nhiều em ơi, đâu rồi. Mới thấy lạc đào bằng thầu đúng mất rồi. Sợ gì, cung mình khỏe hơn. Cảm giác chênh vênh được thì cứ đứng đi kê cho thằng Bi. Chứ nó mất tầm 100 vàng, 200 vàng, lên cái đầu máu lên thì chấp con phô. Đám này là 90 dành cho he. Cảm giác thì cung mình chênh vênh. Thầm thầu nó lại cắn trộm được tí dân rồi. Đây. Bi đi bảo thang bao nhiêu rồi? 11 rồi. Mà bắt lốt đi con lạc đào thầu chịu. Anh nghĩ em nên cho ba con nông dân vàng đi hẹ. Ờ được rồi. Nó yên tâm cho anh nhìn. Bên kia nó vẫn tự tin mà khả năng có thể bắt được. Dân nhiều nha, có hai cái ruộng chưa cho người làm ăn gì đâu. Cho thằng nào nó không rồi thì nó ra nó làm đi. Đó rồi. Đúng rồi đó. Lào nè. Áo con thầu này. Ờ cứ đợi lên đầu máu đi, không phải vội. Vội vàng làm cái gì, chỗ nào mà ăn gỗ thì đứng quân gò ra mà kê. Cái gì đấy, lâng cái gì đấy. Lâng đầu máu. Ờ lâng mát làm cái gì, biết hai ông cạnh nhau còn đi lâng mát. Đấy, cái gì đấy thâu. Mày đốt nhà đời luôn đi được đi he. Cứ đề một hai con lạc đà mới gắt gì. Ôi, vàng ăn làm gì tầm này nữa. Còn cái ruộng chưa cho nhau mà tăng A đi. Còn bây giờ sẽ là một đơn dí. Còn thừa bao nhiêu vàng nhiêu thực thì bơm hết cho thằng Bi để nó ra quân. Trình Vinh Bi này là 16. Tốt rồi. Vẫn phải có một cùng một hồ. Đấu đấu. 6 máu nó quẩy gì. Nhà mình nhá, xe bay gỗ đấy nó thủng rồi nhá. Đấy nó thủng rồi kìa, vào. Đấu luôn. Cháu Bi lại không thở được nữa. Một trăm mười. Ôi lâng rồi. Ôi cả mát, ôi được cả lặng thế à rồi. Thà mẹ bị đè xuống. Thôi được rồi, lâng mát cũng được vì nó quá. Còn nếu mà em cảm giác mà nó gì quá thì anh nghĩ em nên đốt cái nhà ML của thằng thầu đi. Đốt nhà L của thằng thầu đi cũng được em. Đỡ phải nhắc nhỉ nó là cái gì cả. Em dí ngược luôn. Cái gì đấy đâu. Vậy sợ tin vậy. Cái chỗ đấy nó tịt rồi, không phải vậy là mấy gì cả. Bốn con lạc đà này đốt cái lò của thằng hai đi cũng được, đốt lò của thằng hai này đi cũng được, đừng để nó ra quân nữa, nó chịu quá. Đấy coi người con cung rờ bắt ở đây đi, đừng động đến nó nữa.
Rồi lên đường đi cây trúc thỉnh kinh nào xem nào. Xem tham đi mà dí đi. Bây giờ là cung 106 máu, mình hơn người ta là 26 máu. Người con là hơn 200 bao nhiêu máu rồi đấy, 260 máu rồi đấy. Lên. Lên Odin. Nature đi. Chấp chấp luôn cũng được. Nếu mà cảm giác tranh vinh quá, chấp chấp luôn cũng được. Mà phải điều nhé. Mà phải điều đấy. Cầm cung khỏe thật nhưng mà phải điều. Cung được cung khỏe nhưng mà mình cũng phải điều nó. Phải tôn trọng con cung R đấy. Chứ không phải là khỏe là mình ý đâu, biết yếu được. Đừng biết là rất trâu nhà đồng thời à. Đứng luôn qua đây thôi, đừng đi đâu nữa. Đây thằng thầu nó sang rồi, nên dí đi. Dí luôn. Mình cái quýt cung chắc phải rơi vào tầm tham 100 mấy rồi. Cái gì đấy, Liên Minh à? Liên Minh với người cầm bầu 2. Thầu nó không biết đâu. Thằng thầu nó không biết đâu, nó vào có chém đấy. Đây là 110 đến từ E. Đấu đi. Năm con lạc nhà này, anh nói thật với em là em cứ dí lên luôn đi. Chứ có điểm phát chém luôn bỏ ra mà bắn. Không có việc. Đi cuồng quá. Thằng Nga này em ơi. Anh bảo em rồi, em có 5 con cung rồi. Em cứ bất ở đây đi, đừng đi đâu nữa. Bất ở đây đi, coi như chúng nó chết đi. Cứ để thằng đầu đi hai tay gỗ này, nó phải đi 10 lần rồi. Tha mình thì đè là cái chắc. Thề luôn, tầm này tăng của thằng 3 là khỏe so với thằng B rồi. Mà thằng Quýt thì nó thằng lở. B thì bây giờ thì ăn xong đấy. Là thằng Tham đây, thằng Hồ mình rất nhiều. Bây giờ là 1-2. Tham của bên kia Quýt nó rơi vào tầm 101. Tham gốc của thằng Thầu nó rơi vào tầm 20 thôi. Đã đủ cho nên mình khó đánh rồi. Thế nào? Tôi biết ngay mà. Đang ngang ngang mũi lên. Đang ngang cũng đang bây giờ. Đấy, đốt cố hai cái lở đi. Cái lúc mà đứng kê đốt cố thật ra đốt hai cái lở đi rồi phải xong thôi. Cứ để con nhà bên kia nó cứ xong một con dày được rồi. Đó bây giờ nó có khoanh ruộng ở nhà thằng thờ Quýt rồi. Bây giờ nó có một nhà khoanh ruộng nhà Quýt rồi. Nó chỉ xin Quýt tầm 500 gỗ nó có 2 cái lờ ra. Cái gì đấy? Lê chỗ á. Ý cái chạy tươi quá, nó không làm gì được ông ạ. Ôi biết đẩy coi như bò. Là 121 thì bây giờ không đẩy được. Đẩy, không đẩy được. Chắc là không đẩy được rồi, nó vẫn còn là đạ ban. Cá bay đi đâu cả, cứ ăn dần rồi, không cần ăn dần rồi, cứ ăn dần rồi, tài nguyên mình không có là coi như là mình sẽ yếu. Trời đất, hôm nay thì đỡ làm sao được. Còn đấy thì đè người ngay, thằng này thằng Quýt tầm này nó phải tầm 10 mấy ABA rồi. Quýt tầm này phải tầm 10 mấy ABA là ít. Là hoàng dây dợ quá. Đấy, nó 20 dân đấy. Đi không phải là không hồi được, mà hè nó không kê cho thằng đi để thằng đi nó hồi được, các bác phải hiểu là như vậy. Tại vì Quýt nó dí liên tục trong cái bên này thì anh em thấy là hè nó không quản thầu đâu. Hè nó không quản thầu. Nó
là bị thâu bắt gỗ luôn. Không quả được thâu. Thâu bây giờ không quả được, tại vì biết rồi. Cái công việc của thâu như tôi nói nó đơn giản lắm. Mình xin 500 gỗ giống nhà hai nhà BL thôi. Sĩ thực cũng xong dân gian và đi quả rừng. Bây giờ mình sẽ ăn xong rồi buổi. Em bên trên. Bàn này nó chạy như này. Bi thì còn 3. Đổng lương của hè nói chung là vẫn còn nguyên. Nhưng cái vấn đề then chốt ở đây là gỗ bị chén nhiều quá. Nếu mà tính 2 bãi gỗ này, thằng thầu nó phải ăn được khoảng 50 dân. 50 dân ekip luôn. Thầu bắn đốt 2 lờ nó đi sớm. Sau đó mình cơ cấu ra cái đầy kỹ cả này. Thì mấy thằng Nghi nó khác, Nghi nó khác là mấy. Bây giờ gỗ nó quang vác rồi, em đứng đâu có thể bắt nó. Sau dần dần gỗ đi có cánh đồng của nhà thằng Nghi đây. Ăn ở đấy cho nó an toàn. Đây chỗ. Còn nếu muốn ăn dân thì phải điều quân một con dưới. Thì chết kinh nghiệm kề luôn. 8 giờ thì không ngồi được anh. 8 giờ thì lại đi thằng hầu nó sẽ quả ngay. 105 thì có he. Quýt thì nói chung kinh nghiệm lắm. Quýt nó biết đánh làm sao để thắng được. Cái này thì có cửa thẳng. Nhưng mà cửa thì bây giờ tôi thấy đang hẹp dần. Đang hẹp dần theo thời gian. Vậy hết gỗ để vậy rồi. Đi sau. Bây giờ quyết định đi. Đánh vào chỗ nào thì đánh đi. Đánh vào cái chỗ này này. Tại vì chỗ này toàn rừng thôi. Ý nó đang cần rừng. Còn bên trên kia thì không được. Nó đứng một kích quân đấy rồi để chừng dần thôi. Anh em thấy dần của Quýt nó lâu thô luôn. Chỗ nào cũng rơi tầm kích. Cả trăm dân. Tôn dân. Bây giờ thì bây giờ đã là một thứ trong game rồi. Cái tôn dân đấy bây giờ nó không giải quyết được gì nhiều tầm này. Nó chỉ là có quyết bị chậm đi khoảng tầm đôi ba tướng quân. Không phải quá nhiều đâu. Đến từ huyện của đang là khá căng thẳng. Một tiếng trong game rồi.
163 rồi. Tính ra là cũng bền phết nhở, he đi chi thật. Tôi mà để đánh hết cây gỗ ở đây thì tôi lại buồn cười. Một tiếng trong game. Rất cần trận đấu này. Bên này đi hàng 8, mò mẫm đi ăn dân thôi. Bên này thì mình đi thôi. Trái khiêm nhá. Anh xem là mùa hè này có con cá khủng gửi cho em này, em thử thỉnh đã. Mày đang cần ăn hải sản thì lên cân. 160 là tham to đùng với thề các bạn. Vừa tham 100 mới là tham mấy. Nhìn nó còn tranh bênh như tầm này tham 160 là uy tín á. Cái này he cũng chỉ thật. Cái này không lên 4 nữa hả? Anh em thấy anh em nãy giờ vẫn đang công lên rất rát. Dí tầm này dí nào thoải mái này. Tầm này dí thì tuyệt vời luôn. Tầm này đúng lên con dốc này mà điều nhất điều nhá. Hạt điều đừng ăn dân của người ta, đi ăn quân thôi. Tầm này mình chỉ ăn quân thôi không phải ăn dân. 150 trên 200 chục dân đau thế. Ra bố cái chỗ này mà ăn cũng được này. Đấy, chất cung Egypt bây giờ nó lại thể hiện. Chất cung Egypt bây giờ nó lại thể hiện cái độ bá của nó. Vừa chết dân nhưng nó không sao. Cái chỗ này cứ vây kín vào đúng rồi. Hay lắm em ơi. Được. Cái này cũng nên khen hay lên chê đây. Như cái này nên khen hay lên chê. Khen thì cũng không hẳn. Mà chê thì không đúng. Điểm cộng ở trận này là đủ trừ của hay. Đủ trừ của hay là cái gì? Quay lại để bắn luôn mấy cái con lạc đà của anh cái. Răng cái con lạc đà rách của Phan. Tầm này còn lao thao ở đây, lao hụ cái. Lao hụ cái, tầm này đi đi móc đi. Tầm này đi đi móc đi. Cùng rồi ekip sẽ thể hiện được cái độ bá đạo trong cái nàng vui chơi của mình. Vâng, cùng Edith thì nó là authentic rồi. Trong cái con cung phu bên kia nó chỉ là hàng vét thôi. 141 dành cho game thủ E, một trận đấu mà dân 1 tiếng 10 phút trong game để có thể khả năng cao là sẽ kết thúc được trận này ở nhà mình, ở nhà mình nhá. Có tay nhìn ở nhà mình kia đang nhấp nháy cái hé ơi, nhấp nháy đấy. Con sâu nó khoanh ruộng trong đây rồi này, cắt khoanh ruộng đi từ đầu lại chết 12 dân nữa. Cái cậu sinh thằng thảo cay thế nhở, không làm được gì cả. Bằng cháu bi thì đang là 1-1, vẫn đang rất lọ bọ đi ăn dần đấy. Dân đấy, dân cũng thầu bít bít bây giờ. Thế bây giờ nó cứ mơ nó đấy, ông nào ăn được thì ăn. Thế ông nào chén được thì chén. 111 thôi. Ây dân vàng kìa, sao đảo lắm vàng thế. Kìa cẩn thận kìa, không ăn được tên này đâu nha, phải điều tốt đấy. Vì cái con lạc đà vàng, nhưng mà có tên tên này thì chén được. Có tên tên này thì chén được, và chắc chắn là chén được dành cho game thủ E. Một trận đánh cầm cung có thể nói là không biết là nó là kiểu gì. Nhưng mà trận này tôi tôn vinh hay ở khả năng hay rất chi. Thế tôi nhiều lúc là khả năng cao là què rồi. Điện Thiên Khô họ có những thời điểm mà họ còn giành chiến thắng là một điều hiển nhiên. Nhưng mà lúc này thì tôi lại không thấy Thiên Khô có tí cửa. Tỷ số là 3-5 dành cho bộ đôi Vâng Bibi và E. Thật sự là các bạn đánh trận đái ra sạc luôn. Không thể tin được. Tôi cũng đến thần kinh mà. Chúng ta không tận dụng được khoảng thời gian tốt đẹp để có thể kết thúc được trận đấu. Và bên kia cũng không thể tận dụng được khoảng thời gian. Nhưng mà cũng phải tôn vinh là một trận đấu chảy cối của He. Và chất cung rồi ekip nó quá tốt để He có thể thực hiện được cuộc chiến thắng ở trận này. Tỷ số là 3-5 dành cho bộ đôi của VAC. Nhưng mà cũng đến mệt thật đánh cái trận này. Chả biết là lên khen hay là lên chê nữa. Ôi, 1.000 người xem ở kênh TikTok. Rất mong anh em có thể cho xin một follow anh em ơi. Vâng, 1.000 anh em ở kênh TikTok thì nhiều thế nhở. Và anh em đi qua cho xin một lúc follow nha mọi người nhá. Alo, xin một lúc follow ở kênh TikTok anh em ơi. Chào anh đời phiêu bạt nhá. Thực sự với anh em đánh trận này mệt mỏi. May mà thời tiết nó còn mát, thời tiết mà nóng thì chắc là nhiều anh em khán giả là cũng đau hết đầu cái trận này. Tỷ số là 3-5 mà chúng ta đến với trận đấu thứ 9. Chắc xong trận này là thôi đi tiếp nước đi. Hai bố đi tiếp nước đi là được. Bên Thiên Khôi nó có nước đấy. Không bi quan gì đâu các bác, tôi nhìn ra là cái thế thua rồi. Cái thế mà lúc thằng bi tham còn có 3 thì đây thằng làm sao được.
Chẳng qua bên kia thì không biết làm sao này, kiểu gì thôi. Lúc mấy thằng thầu nó có mười mấy con lạc đà, nó đi nó móc ông he có lở được đâu, không lở được, không tăng nga được. Bên kia quýt nó quân trâu. Bên kia thì thầu lại tốt hơn, thầu lại tốt hơn được khoản là thầu lại đi hồi ở chỗ an toàn, đó là trong nhà của quýt. Thành ra lạc đà trận này nếu mà thầu Loki nó phải kinh được khoảng tầm 100 con nông dân của thằng he là cái chắc. Cứ thi thoảng vào nó liếm tầm 10 dân, vui vui thì là 15 dân. No. À quảng cáo á, quảng cáo thì không có gì nữa. Chắc chắn nó phải tầm 100 dân đấy. Kênh TikTok là AOEBNCTV rồi. Ở link ghi bên dưới đấy, link em ghi bên dưới, link ghi bên dưới có link cả YouTube. Cũng may là phải nói là cùng người ghim nó khỏe. Đã không có tay rồi à, và bắt đầu mỏi tay rồi. Đánh một trận nó khốn tạp quá. Gold please. Yes. Yes. Ôi mà đến bên trận đấu thứ 9 rồi. Siang Rome. Chà. đánh được một trận một tiếng thì khả năng trận này chắc trong vòng tầm 10 phút. Siang Rome bên kia mình là 2 ca tha bọ thôi, không có nhiều lắm. Quả không ăn được dành cho game thủ BB. Chán. 3-6, chưa đến một phút thì trận đấu đã xong. Vâng, xem trận trước thì nó hay bao nhiêu, nó cảm xúc đưa cho khán giả từ cảm xúc mà không biết đánh thắng kiểu gì, và không biết là đánh thắng kiểu gì mà nhiều lúc thành thua rồi, nhưng mà đánh trận này thì nó lại nhanh quá, chán. Quân đã tịt, quả không ăn được, đen. Đó chỉ là một cái số phận thôi. Số phận nó đã như vậy rồi thì cũng không thể biết được. Thôi, chuyển sang xe máy tăng he thôi. Xe máy Bubi bây giờ toàn baby đi cái gì. Chán. Nghiệt ngã quá đi. Vâng, quân của bên này thì thực sự với các bác là vẫn đang hơi yếu. Giải bị đối biên sẽ đánh vào ngày 14 và ngày 15 anh ơi. Gở rách cái đẹp bị. Bịp tôi rồi. Gở rách. Rồi, gở rách rôm. Bên kia là cái gì Egypt ấy. Cái không biết tìm khối đẹp nhau. Correct dành cho E. B là người được cầm dù ngang. Có thể như là cả thai Egypt hay sao. Đúng không các bác nhở. Thả vào Egypt. Quá nghiệt ngã dành cho bộ đồ của chúng ta. Thắng được một trận một tiếng đồng hồ thì nhiều khả năng là hai trận này nó không đến khoảng tầm 20 phút trong game. Chả bày nó chốt rồi anh ơi, chẳng qua là gì thôi. Hai thằng này như nó đang bị áp vía với nhau ấy. Hai bố này xem nó làm cái gì này. Chứ các bố áp vía nhau quá. Quân toàn chém tuyển, toàn chém vàng. Oh, Roman, 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 Roman
Đánh đồ má cái gì kíp à, má cái gì được tỉ hơn cà tha thì còn phù được cái con lạc đà đầu chứ, má thì nghe vẻ hơi căng. Ok nhiều ơi, em nhìn những cái chữ dài dài em không biết là đây chỉ là kéo sao hữu bình thường mọi người nhá, chứ không phải là kéo dài gì cả. Cảm ơn Nam làm lại nhá. Khai hay quay lại chế rồi cơ. Đây là bài mà cái tên gì? Cảnh đồ. Đây là bài của Mai. Đối đầu với người cầm bầu ba là Mac Mark Hyler. Bị cú Egip. Anh em thấy tôi nói chuẩn không? Đây là một tình huống mà chặt gỗ đang muốn lọt vào nhà bên kia thì bên kia người ta nó nghe tỉnh quá. Cố lên anh em ơi. Cố bao không vào vẫn vào được đây thôi. Một con chém nó là rất sát thương dành cho game của E. Chỉ một khoảnh khắc thôi khả năng cao quýt Silly. Quýt Silly và thiên khôi quýt đang gây đi sai. Tỷ số là 4-6 quỳ giời ơi. Những cái lúc đặt nghèo này thì chúng mày đánh nó mới hay như thế. Này thì bướng để. Vâng xong rồi, tỷ số là 4-6 hay quá. Tầm này thì thầu đâu chỉ như này thôi, đâu cần bi thôi, không có cửa. Đấy, ít ra đánh như này tươm luôn. Và cửa vẫn còn anh em nhá, cánh cửa nào nó vẫn đang còn đấy.
Vâng, cánh cửa này nó khép lại, nó chưa khép lại đâu. Tỷ số là 4-6 rồi, hay quá. Cái đấy mà nó vẩy được e là thôi tím. Nếu mà quả đấy mà nó vẩy được e là coi như là tím luôn. Cái đấy may mà thằng he nó vào nó đập được, không thì chết giờ. Ra đây bên trận đấu tiếp theo thôi. Hy vọng là he sẽ giữ nguyên được những cái tay như vậy. Nhưng mà tôi xin phép anh em là quân nó đẹp đẹp tí nha. Quân nãy giờ yếu quá. Chịu đấy. Quân nãy giờ là thực sự anh em là hơi bị ố dề đấy nhá. Yếu quá đấy. Toàn bay đi Mika tha. Mẹ gì. Trận đấu thứ 11 thôi. Còn thở là còn gỡ. Ngã đầu gấp đôi đấy. Quân. Okay. Chịu rồi. Kìa trò. Nghe ngã quá. Thế thì chịu tôi rồi. Bên kia con gì? Bên kia là Hit baby à? Ôi giời ơi. Cày thật đấy. Và cái bóng này nó chỉ có 1/3 tỷ lệ ra được con cho son thì lại ra luôn được. Quá nghiệt ngã, nó không phải là con sen đi. Đây, bài bi đã có hiu có voi, tôi có đầu gần rồi. Không thể tin nổi. Quân đẹp nhất của cháu em hôm nay tôi nhớ không nhầm là con Hit. Ở thể thức cầm cung và chém là con Roman. Nghiệt ngã nha. Là tí giải hạn không? Chết tôi. Thôi cố lên, bài mắc của bác là được, vẫn cứ ôm khỏe, ôm thoải mái được. Chứ thì có cái gì cả. Ba của Bi thì ổn, có hiệu 6 và đôi voi này. Đấy, còn bên này thì bài của He. À đây đây, có Ui sao bây nhiêu cái gì đây. Và tiếp tục sẽ là một tình huống mà chúng ta sẽ vẽ ra một cái viễn cảnh. Viễn cảnh làm sao để bên kia nó không lên được đời. Niti chuyển thuyết chết 3 dân. Dân thứ 4 đi dò đồ thì các con sư tử chết 4 dân. Trong khi đó Egypt thì kích đời, sau đó là ấn huy. Khi đến 90%. Đó là những cái viễn cảnh mà tôi đang vẽ ra. Bài E thì tôi đang muốn xem là có thêm có đủ đồ hay không. Đây là bài của He mà các bác, He là người được cần cho mà. Có ta xem bài của Bi đi, xong Bi có không bắn đi đối thủ không? Bài mắc đồ dành cho Bi. Và mình phải vẽ ra những cái viễn cảnh mà người ta không thể nghĩ đến. Đấy, những cái trường hợp mà ví dụ đang kích đời được 96%, bất ngờ ngồi SS cái, thế là thôi, thành không lên đời, ươm luôn. Giá như mà thằng He nó cũng cầm một con gì, con Min thôi cũng được, thể chỉ xin con Min thôi. Một con có cung thôi thì cuộc sống nó đỡ vất vả. Thôi xem bài của IA thôi, còn xem bài Toson làm cái gì thì thằng này. Không mất mạng thì đừng không hay này. Ra đây đi, đánh chém chuyển cung thì cũng không được. Còn anh mẹ trông chém đi. Ôi, chém chuyển cung, bài 23 dân. Ai à? Vâng, kích đòi là rất khét. Dành cho game thủ BB. Lễ này xong còn nguyên bãi quả. Oh,
Đây rồi. À, bây giờ mới đóng nhà điều kiện, nhưng mà thực ra thằng Bì nó lên sớm quá thôi, chứ không phải là do mùng 2 đến muộn đâu. Và game thủ Tiểu Màn Thầu là người được cầm Baby đang đóng nhà điều kiện bài thầu kích tầm 10-30 30 dành cho TMT. Thế dân vàng đi em, ít dân vàng quá. Đánh chặt gỗ. Thế ông đánh kiểu gì đấy? Vâng, đánh chặt gỗ các ông ạ. À, đánh kiểu ô bò à? Sao xa rồi. Để đợi xong rồi chỗ đi. Cái gì đấy? Ê nhá, rồi. Vẫn đóng được nhà BA và đi công tê vắn tê vắn vàng. Chịt 3 dân. Không phải là mình chịt dân khờ khờ. Bảy, ủa, vẫn nó bảy nhanh hết rồi. Đâu, làm gì đấy, 3L rồi. 3L rồi. Đây, 2L cho bên kia, cho bên đóng P đi. NDP, NDP. NDP đi, cứ được con đạp đà đầu của nó là thương hơn nhá, cố lên. 25 dành cho đến cổ BB. Thầu vẫn có 2 con đạp đà và thầu chuẩn bị có một tình huống lao lên để có thể ô đi thôn luôn. Múc bang luôn, tuổi gì. Cái con lạc đà không công nghệ này cậu chấp bằng mắt. Vâng, vậy là bên kia chết 7, 8, 9 dân rồi đấy, 90 gì quy ca đấy. Vâng, bơm đồ cho he không ca. Nếu tôi không nhầm, đúng là he không ca. Bên kia thầu rồi, đang chạy sang đây. Ôi, sang đây kê đi, qua con lạc đà sẽ kê đấy. Nó sang đây kê ca đấy, bằng thầu chết khá nhiều dân rồi. Cậu chắc chắn là hai con lạc đà này thầu đang muốn sang đây để chém nhà BK của game thủ he. Mở cửa công ca, chúng ta là cửa duy nhất ở trận này. Nếu không công ca được thì đây sẽ là một câu chuyện là tương đối khác. Bánh xe luôn 2L và bánh xe có cả P bên trong. Vâng, có cả P bên trong thì mình phải dồn lên có ca dành cho game tổ E. Và đây là tình huống thi công, chém chết con lạc đà đi. Chém con lạc đà đi. Đâu rồi, vẫn còn ca ưng lắm em ơi. Để con sọc đơn rách này tuổi gì. Chuẩn bị lao vào nhà của game thủ ca quýt. Điều chỉ là một lỗ, chắc chắn lỗ vâng vào. Ôn đi luôn. Và mai là 30 đến từ game thủ vâng cầm màu 4. Game thủ đi đi bung gốc dành cho Quýt rồi. He có nhiều quân không? He 27, còn đây là dân đến từ game thủ cao Quýt. Hay quá em ơi, của mình. Còn bây giờ thì không có được, vẫn mua ca ra, vẫn mua ca ra. Đang con ca nữa cho đời nó vẫn khởi. Vẫn mua ca ra nhá, đi bây giờ chuẩn bị cho chén đi. Còn cái tên kia lại không ra mà được con chén không. Ăn được thêm tân thần nữa, 5 con chén của game thủ BB sắp đến rồi. Lượng lương bây giờ ra thêm dân ăn vàng, đánh cái tên thứ 2L đi cũng được. Thế hay là chết 7, có cái chỗ nào 7 thì 7 vào, có cái chỗ nào 7 thì 7 vào. Không có chỗ nào thì đùa nó hoang. Vâng, còn bên đây là 31 dành cho đi, đuổi nhá, đuổi kỳ cung. Bên kia he sẽ vẫn mua con là con ca ra để dọn nhà của ông Quýt. 31 đến từ Bì. Ông Bì đang ra rất nhiều ruộng rồi, chém nó hết rồi. Đâu rồi? À, đứng đây để kê. Vâng, đứng đây để kê xem cháu thầu có dân cái gì hay không. Đấy, cháu nó chưa dám ra ngoài đâu, cho nó chết nhiều dân lắm. Vâng, vậy là chém chuyển A dành cho game thủ Bì. Thì nó có làm con gì này? Sao không phải là châu chém lên trước này? Châu chém lên trước mới là đúng. Châu thêm chém đi, 5 con chém đi. 3 dân vàng hơi ít nhá. Và một đồng bộ cho Bi. Mình nghe còn 25 rồi. Vàng nhiều này Bi. Chúc mày trao đổi chút công thức gì này. Cái gì đó? Vâng, vậy là mình đi công phu lên từng thầu. Phút phút phút. Lâng lâng lên em. 23 đến từ người cầm màu 3 thôi. Còn nghe thì bây giờ đang là một tiếng ôm cảm tử rồi. Không có bánh xe đang còn 19. Bên này thì làm anh thủ đi đi. Rồi sang đây đi. Nhiều quân lắm ạ. Em mang lên bây giờ nó có sọc đây. Thôi chạy ngược lại có 3 con bù mẹ nó vẫn là con chém. Chém này quay nó chém tương lai thì lấy cái gì đâu. Ba con chém nó lùi lại đi. Ba con chém nó lùi lại đi. Chém nó tận cùng. Chém một mình. Chém đi chém đi. Yes.
của nó. Ở đây ruộng ba con chén, cậu tí cũng ra ra thì làm sao nó không được. Bơm thực ra đây. Ok rồi. Phá bê bê cái nó vào. 19 dành cho bi, cửa vẫn vẫn có cửa, vẫn có cửa, vẫn có cửa. Cửa vẫn có, cửa vẫn có. Cơ cấu lại nhà và thằng nghe nó còn quanh ruộng tròn, to đúng đấy. Không chuyển A là đúng rồi, nhưng quan trọng là mình phải có quân. Phải có quân khi lúc chuyển, là mình phải đỡ được nhà đã. Rồi, tới đây, đừng chém thoải mái đi, không chạy đâu. 22 thì cho E, tốt 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 tốt, quanh ruộng kia mà không bị phát hiện là thơm nhá. Bên kia chỉ có phùng thôi, thằng thâu nó chỉ có phùng thôi, nó không có cái gì đâu. Bây giờ lên 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 lên, chém bộ mấy con cung rờ đấy. Đầu quân tốt vào. Vâng, chắc chắn là một cái quanh ruộng kia là quanh ruộng cực kỳ chiến vùng chiến lược ở trận này. Cơ cấu lại ruộng cho vòng đi. Vàng thì bây giờ không phải lo cơ cấu lại ruộng mà dí lên gương nhà thằng thâu đi. Đấy, ruộng này là phát 4 A đều rồi, thoải mái rồi. Vâng, bên kia mà quýt nó không có gì là tươm nhá. Ý giời ơi, tốt. Hay quá nhở, anh phải như thế. Bây giờ dí thằng thầu luôn, nó đang đi ăn vàng đấy, đấy, dân vàng ấy. Sắp quân đều lên, tốt 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 lên, ôi trời ơi, ưng lắm. Vâng, 30 dành cho BB lở một phát lên 10 tham, vàng thì không phải suy nghĩ nhiều được. Vàng thì không phải suy nghĩ nhiều, bây giờ thầu, he bây giờ quay trở lại quán quýt đi. Quay trở lại quán quýt, thầu bây giờ chỉ có mỗi phù thôi, nó không có một cái gì cả. Tầm này nó chỉ có phù thôi, nó không có một cái gì cả. Tôi cảm giác là cửa vẫn đang đánh được. Cửa vẫn đang đánh được dành cho bộ đội của VSC. Tiếp tục dồn cung A lên. Bây giờ cung R nó chỉ ngang đá bằng tân, đây là dân của Quýt. Dân của Quýt chạy đâu? Chạy vì chúng tôi này. Tầm này còn cái gì để đánh công ty số? Là 5-6, nó phải như thế. Đánh nó phải như vậy. Đấy, nó phải như thế. Vâng, nó phải như vậy. Các ông thấy được không? Các ông thấy hai thằng này đánh được không? Được, trận này he không lên đời nhưng mà ôm chết được Quýt. Quá hay dành cho game thủ hè đấy, nó đánh chém, nó nhìn nó đánh nó mình đét như thế. Nhìn nó đánh cung thì tôi thể với các bác chóc hết cả mặt, không làm được một cái gì cả. Nó phải như vậy, 5-6, con thở là còn thôi anh em ơi. Cái cửa nó đang hẹp dần rồi, anh em bên kia chắc chắn choáng. Tốt, quân yếu nhưng mà đánh hay, nó phải như vậy. Vâng, đi ôm bóp rất tốt, làm cho game thủ tiểu bàn thầu gần như là phế. Trong khi đó kết hợp cùng anh em công ca vào nhà của Quýt. Quýt rục luôn anh em ạ, quá hay. Nó phải là như vậy. Và các bác thấy được không? Được rồi, cho xin một nút follow anh nhá, một nút follow cái top top. Nó mày như thế. Chứng tỏ thằng này nó chỉ đánh chép được thôi các ông ạ. Nhìn nó đánh cung thì tôi thật với anh em là hoa mắt chóng mặt lắm. Có khi vào khoa chấn thương chỉnh hình lúc nào cũng không hay đâu. Ra sẽ đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 12. Được, 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 được. Anh em đánh như này thì kể cả có thua kiểu này thì khán giả người ta vẫn nhìn được cái mặt tích cực. Quân xấu hơn thì mà anh em đánh lên cái kiểu như này tôi thề với các bác là tát tuyệt rồi đấy. Quân bên kia toàn những quân dễ đánh thôi. Toàn là một công tuyển, một con chém tuyển ở các kiểu con đà điểu. Nhưng mà phải nói anh em vẫn đang đánh ngay. Phải nói là anh em đang đánh ngay. Chúng ta sẽ về trận đấu chung kết sớm. Trận này mà 6 đều thì nó nằm hát. Mát mày. Hay, nó phải như thế. Mà xin một trận đấu quân nó bình thường nào. Anh em ơi, trận đấu thứ 12. Trận đấu thứ 12, siêu phổ. Ông này mà ra ngờ đấy thì chết cho. Cho xiềng à? Tôi cũng được, cũng cân thôi. Cho xem thì cũng cân thôi, không có gì cả. Bên mình là phô mát. Cân thôi, cân thôi. Cân thôi. Chưa có cái gì cả. Nó cũng chỉ là cân thôi. Thế chưa có cái gì cả. Cái quân trận trước mà chúng ta còn thắng được. Và cái trận Rungrex mình còn thắng được mạng với cả Egypt. Thì những cái quân trận này thì tôi thấy nó là bình thường thôi. Nó là bình thường. Đây là phô dành cho BB. Thích thì đánh hai chém nhá. Đừng có bắt buộc phải đánh cùng đấy. Hai chém thì cho nó mát máy. Đây là bãi quả đấu này, như trong tranh dành cho người tuổi hè có bay dù đưa về được. Tôi vẫn đánh giá cao ở thằng hè để khả năng cầm chém của nó, chứ còn cầm cung thì thực sự với các bác là hơi hoa mắt chóng mặt một tí. Hơi hoa mắt chóng mặt, ông nào mà cũng ví dụ như bị bệnh tim mà xem thằng hè nó cầm cung thì khả năng cao là cũng phải xác định những khoảng tương lượng, tiên lượng là hơi xấu. Đây là bài hiệu bố của thằng sáu. Soi tham làm gì sợ thế, cứ bình tĩnh, có đôi voi, bài khung. Bài khung. Đôi voi thì chú mi quả bài mắt của mắt. Mắt siêu. Đôi voi hiếu voi quả phụ đây rồi. Bình tĩnh nhá. Bài này đây đẹp rồi, quả đầu 7 cây là đẹp rồi, quả phụ đi.
hình như là 6 cây thì phải. Vâng, hiệu đầu 5 mắt của mắt có đấy, ép đời đi. Ở nhà mà ép đời đi chứ còn cái gì nữa. Gì đây? Bực bực. Bây giờ thì thằng vẫn chưa, he vẫn chưa tầm đôi đồ nữa. Ê, đây, con sư tử. Đây, chết cho đi hết bóng đi nhá. Bắt xí mà mày vào cho đôi đồ nữa, thằng chip đấy. Có gì ở đây? Ui, quả nó còn thêm này nữa thì cũng được. Có còn được không? Đây, tí nó chui vào cái chỗ này làm một cái hốc cho thầu cho he nhá. Ad ăn vàng nhờ. Sao cái này đây? Thấy cái trên kia nhỉ? Khoanh vuông vuông này thành một cái hốc. Đúng không? Nó thấy chuẩn mà nhỉ? Hay nó không nghĩ như mình. Đặt cái ad trên kia, con cái vực này vuông thành một cái hốc này. Hai quả đối đầu với game thủ cam quýt thì cầm cho son nhá. Bi đối đầu với thầu cầm sen. Vâng, hình như là Bi bị phá đồ. Chắc chắn bị phá đồ, cay thế nhờ. Vâng, có bầy yêu nó phá bố luôn này. Đau thật đấy. Vâng, bầy yêu thì em nó phá, khốn nạn. Chết rồi, bài quả này nó mà ăn chay một toàn đấy. Hoàn toàn, chết mẹ. Tốt. Rồi. Quả lấy mà nó ăn chạy thì thôi miệng từ cái map này mà nó bên kia được. Đôi voi, thôi được rồi. Thôi nhưng mà ăn tạm mấy cái lẻ lẻ đi nhá. Đưa cô voi về, bài vẫn được. Trong khi đó bên này là bài của he. Nếu mà vào tôi sẽ đóng S ở trên cái chỗ bài vàng này. Nếu mà vào tôi sẽ đóng S ở trên chỗ bài vàng này mà không thành cái quán vuông. Đấy, có y, có vàng cũng đấy luôn mà. He rồi, không vậy. Chắc là tôi nó không cùng tần số. Tích. Mẹ có hai thực mà lâu thế nhở? 84 delay 6 giây của tôi. 6 giây liền. Trả lại với Bi. Bi thì đánh chén rồi, solo với thầu. Nhiều voi thế. Hay lắm em ơi, cầu trời phụ cho con hai con voi này nó về hộ con cái. Cày đi. Tên đời vẫn sớm là nhiều game thủ BB. Chắc là cần thầu. Chết dần em. Thôi nghĩ này là kích 9 năm bao nhiêu đây. Vâng, vậy là 9 tròn. Đã được 9 năm bị 9. Với 25 dân, nếu mà không bị phá bầy yêu thì bài này lên đời nó còn mắc nữa. Trở lại với game thủ he cũng đang kích đời. He kích đời tầm 10-30. Quân này thì thầu nó sẽ đánh chém thôi. Ui, thầu nó lên sớm thế à rồi. Thần kinh mất 10 bái. Thằng kia nó kích 9 tròn, nó 9-10 thì sao. Lên sớm thế. Vội rồi. Có giò rồi, có giò rồi, có giò rồi. Nhà Bia đánh cung à? Thật à? Ồ, nó đánh cung các ông ạ. Vâng, vậy đánh cung dành cho game thủ TMT. Ồ, đánh chén à? Đánh cung. Đánh sớm. 13 xong mình mới thầu. 11 năm mấy nó lên lên 3 rồi. Tôi thấy đóng có 1A này. Ơ 2A. Ô. Vâng, xem đánh 2A. Chắc mùa. À đây, chuẩn bị đóng A tiếp này. 2L chứ. 2L chứ. 1A. 1A. E. Sao bị E quyết định lũ bom phạm thử luôn à. 2L đi dâng A dành cho game thủ E. Còn đây là bài của Bi. Nếu mà He có tình cảm thương mến thì hy vọng là He sẽ cho Bi khoảng tầm 100 gỗ. Cho tầm 100 gỗ để cho cuộc đời nó phấn khởi. Để kia tôi đi nhập 1A dành cho game thủ E. Có đúng không vậy? Bắt cung giờ, ok. Cung rơ thì cung rơ. Còn đây là game thủ E. E quyết định ý là cô. Thằng này là quy tụ yếu lắm chỗ đấy. Nó sẽ yếu. Đây là một tình huống bom đến từ game của he. Mà hay là đóng em ơi, gỗ nhiều thì có trong đi đi không? Có cho nó tí gỗ không hay là mày đóng cái y ủ thì mày đóng luôn đi. Thằng này là 26 500 gỗ để làm gì, quyết chết gỗ rồi. Và khả năng cao là hàng sẽ tòe.
Hạ là sao bằng xe tuổi, hay là sư gỗ lại cũng được, không sao. Chốt e vào. Hay quá. Sao hợp ơi. Đập cái gì thì đập. Bên kia dân của Quýt đang tranh tung tăng ở giữa bản đồ quay trở lại với đấu trường bên này. BB đang là 32. Tôi nghĩ là lên cho 100 gỗ cho thằng B đi. Nếu mà he không đều, he có định giữ gỗ lại để giảm gỗ. Vâng, còn bên này là máy game thủ BB. Vâng, bên kia chỉ đánh hai cái nhà BA, tôi cho giỏi là được 3 nhà BA đi. 3 nhà BA đứng cùng pro xong vào bên trong, đúng rồi. Và đi luôn đi. Đi luôn đi em ơi. Vâng, bên kia chỉ là bài 3 dành cho game thủ TMT mà thôi. Mày phá như một lòng này, chén nó nhấc người luôn. Vâng, đang là cái số cho Son Maxi và bên đây là Phô Xét. Thầu đang không thể thở được, dân gỗ của thầu đang bụng. Dân gỗ đang chạy một con đường ngoài, đang chén được khá nhiều. Và thằng này là 32, đứng từ game chủ TV. Vẫn đang là một L2A, vẫn không bắt đều lên đây. Đi vào ngoài cho đi em, đây chơi luôn đi. Chén vào ngoài chứ đi. Này thì em thấy là Bì vẫn đang làm tốt công việc của mình. Quân vẫn đang dồn lên và ba nhà quân vẫn đang dồn lên là liên tục cần bị đào. Trong việc cánh bên này thì game thủ E đã có cái tham 17 thôi. Hai chân quá nhanh rồi bị phát hiện cái chỗ kia thì phải. Người ta E thì đang làm nhũ quýt. Đây chỉ có 3 con chém thôi. Chạy ra ngoài đây, bắt con chém luôn rồi nhũ quýt rồi cho đánh đấu trường bên này. Hôm nay vẫn đang là 32 và Bi vẫn đang solo với thầu. Thằng này không biết là thằng E có rảnh không người ta sang tí nhỉ. Chứ cùng thằng thầu đang cũng đang là khá nhiều rồi đấy. Bên kia khá nhiều rồi đấy. Bên mình có 5, 6, 10 con bây giờ. Thôi nhau được khoảng. Bây giờ lạc đà nó chết đâu. 32 đi, cho đi được cũng đó tốt. Con đang hết giận rồi. Đang sau lại với Hê. Thằng này của Hê đang chỉ còn là 12. Phí sống thế đúng mạng à. Phí khá sống. Cướp thì thắng. Chưa chắc là thắng được đúng hơn. Khi bên này là game thủ vâng kiểu mà thấu đang dí lên. Tôi nghĩ là Hê nên mang hết quân sang đây đi. Anh nghĩ em mang quân sang đây đi là vừa. Ba con chém của em nó cũng sát thương lắm đấy. Nó mang tay đi thằng Bi khả năng cao là còn tốt thắng được thầu đấy. Nhưng bây giờ nó 3 đi. Nên là phải có cả là 3 nữa. Thằng này là 33 đến từ BB. Đạt đà thật phải đảo. Cung đỡ của thầu đang không có quá nhiều đâu. Đạt đà nó áp sát được thì nó sẽ chém nó rất đau. Và thầu đang rất tập trung để điều quân. Một L2A vẫn đang đều cho game thủ BB. 35 thôi. Ta sang tí không nhỉ? Ta sang tí không? Bắt cuốn quýt làm cái gì, sắp lên đánh cung đi. Tạt quýt lên cầm cho xóa thôi mà. Tạt đi em ơi. Anh em nên tạt đi. Em có 5 con chém này, em kêu bây thằng Bi thì chắc chắn là thằng thầu nó sẽ dụng. Chắc chắn là sẽ dụng luôn, thề đảm bảo, hứa thì đảm bảo luôn. Mặc dù Bi, tôi nghĩ là Bi nó đảm bảo một câu ra cuộc thi, nó vẫn có thể cân được thầu. Đấy mà dập của thằng Bi nó sẽ bảo thằng này tưởng gì. Này, sao đi thằng thầu cùng nguyên đi xanh đi. Biết không tạt được đi này. Dốc vậy em. Đảo, quay lại đảo. Một con chém quay lại đảo đi. Đây có hai con lạc đà rồi, quay lại đảo đi. Đây là vẫn đang là 32, thằng đang rất đều dành cho game thủ BB tên này thầu. Chỉ cần đảo với thằng em có một con cung thì đảo đi. À, một con chém phải đảo đi. Đấy, với thằng B nó bắn. Vâng, bên kia không có quá nhiều đâu. Hai con cung chất lượng dành cho game thủ BB. Nó sẽ đứng đây nó bắn đuộng. Đuộng xây sát như này thì được kim sẽ là rất nhanh. E bên này tham còn 8 thôi, đang người dân của game thủ Capri tốt. Sát thương của E là vẫn đang là có. Ý giời ơi, Quýt không để ý và liên tiếp 4 đơn vị lông dân nữa dành cho ca Quýt. Còn tuần này thì game thủ tiểu và tàu liệu còn quân hay không? Vâng, liệu có đây không thì hãy nói cho em một lời xem nào. Làm gì còn quân nữa em ơi, tầm này chỉ cần hai con lạc đà thôi thì câu chuyện nó sẽ khác. Và tàu chết rất nhiều dân mà sẽ có chung kết. Đó là cái điều chắc chắn rồi. Quýt và đàng mang sự khó chịu của mình nhưng mà tàu chết luôn quanh đuộng anh em ạ. Bài tàu chỉ đánh có 3 nhà BA thôi. Lạc đà trên này đang là rất nhiều, tầm này là 29 đến từ BB. Gỗ đang là nhiều rồi, quân của Bi vẫn đang còn là rất nhiều. Đừng để mất quá nhiều dân thôi, tôi lệnh không, không còn đơn vị quân nào cả. Chỉ còn một vài đơn vị quân ở vị trí bên ngoài. Thằng này là 24. Cũng đang mất cái con chén đầu thế. 9 rồi, đuổi đi, nó toàn cung ít máu, sôi máu và chém. Nó toàn cung ít máu thôi em ơi. Toàn cung ít máu thôi. Bi bên này đang bắt lốt bên con chém bên của Capit. Chạy lại giờ, chạy đi đâu. Rồi, hết quân chưa đâu, Vâng, hết chưa? Để anh còn biết, còn quân không? Kiểu mang tàu không còn quân. Đây là 19 và sẽ có chung kết thôi anh em ơi. Không còn cửa thua rồi. Đợi
đợi bên kia nhấn nút F10 thôi. Chạy đi đâu? Vâng, chạy đi đâu con sâu này? Mày chạy đi đâu hả Thảo? Em định chạy đi đâu? Chạy hộ anh cả. Chạy! Chạy này, chạy để ăn xong đuổi. Vâng, chỉ ăn xong đuổi thôi, không làm một cái gì cả. Ăn xong đuổi quân nhà nó. Cứ đi đuổi thôi. Hẹn đang mang chém bác xe đuổi, chém bác xe đuổi thì em chạy đi đâu hả Thảo? À mày là còn chín nhưng tí số là 6 đều anh em ơi. Một trận đánh tốt. Chúng ta đang có đà bật và sẽ đang chung kết tổng. Trận đấu thứ 13 trong kèo thi đấu ngày hôm nay. Ui giời ơi. Anh em này đánh hay quá. Vâng, những cái trận đấu đầu tiên thì cảm giác anh em đánh nhưng thực sự với các bác là cũng không khác gì tát mặt anh em khán giả cả. Nhưng mà về sau anh em đang đánh lại là rất nhiều vòng trận đấu hay. Toàn trận vượt khó thôi. Tỷ số là bằng 6 đều rồi chung kết tổng. Xin một trận quân đẹp nào. Tôi xin đúng một trận này thôi là quân nó sẽ đẹp. Bên kia bây giờ chắc mặt tím tái rồi đấy các bác ạ. Thề luôn. Tím tái rồi đấy. Chắc chắn là tím tái. Chắc chắn là tím tái rồi. Anh em tin tôi đi. Chung kết của chung kết trong kèo giao hữu ngày hôm nay. Em cảm giác đánh chung kết mà càng thật. Đánh giao hữu mà thật sự với anh em là nó căng thẳng hơn cả kèo đánh đánh gì thật. Chết tôi. Xin một trận quân nó được nào. Xeng lên sớm nhưng mà lực yếu hay sao ấy. Tôi thật với anh em là hình như xeng lên sớm nhưng mà đánh cung như này chắc chắn là lực yếu. Đánh được có 3A. Này yếu lắm rồi. Không ăn thua. Tranh nó phải như thế. Rồi, làm trận chung kết đi cho đời nó phấn khởi. Xin đúng trận nữa thôi, xin đúng trận nữa. Lực nó yếu, bài nó đánh lên xong chắc tròn đồ. Nó còn phải phá hiệu của mình nữa. Nào, chung kết. Chung kết. Quân. Ekip dành cho người cầm bóng 4 pha quân. Để. Ôi, cả ăn lời. Xe kỳ tim. Chả muốn nói một câu gì nữa cho nó. Không gì luôn. Vẫn không còn xe được. Ê, gì đi phô. Thần kính mất. Xem yếu. Không đánh được chém. Chứ đánh lực khỏe thì nó đã đánh chém rồi. Chứ tội gì nó phải đánh cung. Mà cung bố lại còn đánh được có 1A. Về nhà tha xuống. Thôi là phải vượt khó chứ biết làm sao được bây giờ. Kiểu còn bao giờ đâu có một con xe đâu. Cả lời. Quân đẹp siêu đổi nhưng mà không được. Siêu đổi nhưng mà không được các ông ơi. Chấp nhận rồi biết sao rồi. Này có tìm xe. Thôi trận này tôi sẽ để vét ra bên cạnh các anh em ạ. Bài phô bên mình là mắt của mắt. Bài xe bên kia giống hết bài xe trận trước là vâng lên đời xong không có lực. Đấy thì là đánh con giò thủ. Hiện Egypt không lên đời. Thế là xong. Được chưa? Tôi đã vẽ ra bên cạnh rồi đấy. Anh em yên tâm đi, kiểu gì cũng ăn. Lo. Phải nói là hôm nay anh em đánh tốt hơn so với hôm trước. Có một phần kèo này là kèo đánh hai game thủ cạnh nhau. Kể cả có đánh online không thì nhưng cứ phải ngủ cạnh nhau thì phối hợp mới bắt được. Mà kèo này đánh tại văn phòng của Thiên Khôi mọi người. Trụ sở 229 Tây Sơn. Của nhà Mipec tầng 2. Nói chung là đánh off như này anh em thấy đánh off nhưng nó phối hợp nó khác ngay. Nhìn hai ông đánh on. Đùa, ông này đang kêu ông kia là về đi cứu vát. Ông này bỏ nhà đang ở đâu đấy? Cứu ở chỗ nào? Thế là chính tốt. Cái lúc mà hỏi ra thì hóa ra là cứu ở chỗ này nhưng mà bạn lại đến chỗ khác bạn cứu tơ. Thế là hai ông rộng. Rồi bài của Bi là được, có 3 voi rồi. 3 voi 1 heal. 3 voi này chắc là ăn với Bi thôi. Thế là bài của He. Bài này đánh lũ lại chém đi. Bài chả thì thế đánh cung được gì cả. Không, em không ngồi đấy cơ. Em ngồi nhà. Sao anh bảo anh em mặc quần dài chắc chắn rồi nhưng mà chắc là gì thôi. Vâng, được cái là đánh ở văn phòng Kim Khôi thì không được mặc quần đùi và quần lửng nhá mọi người. Auto phải mặc quần dài nhưng mà hôm nay chắc chắn là cháu He với cháu Bi là hai cháu mặc quần lửng rồi. Xin hứa. Cháu He thì mặc quần dài kiểu gì. Người thì 80-90 cân. Chín mấy cân thì mặc quần dài kiểu gì được. Thì mặc kiểu gì. Cháu Bi chắc là vẫn cái quần màu tối tối. Vẫn cái quần màu ghi đấy.
Mùa đông thì nó mặc quần dài, mùa hè thì nó lại không mặc, thế thôi. Hỏi câu đấy mà không hỏi được. Mùa đông thì nó mặc quần dài, cái tạng người của nó thì nó mới ấm. Hai mươi hai phần trăm của người chín, 22% của xem chả giải quyết được cái gì đấy. Ai đó? Là Bi hôm nay đánh ông Bi hôm nay đánh kiểu hiệu ông he, ông he đánh kiểu hiệu ông Bi à? Tôi chưa được bao nhiêu 9:46 23 giờ của Bi. Giờ Bi hôm nay lên đời thì cũng đang vội sao? Ngay lên đời khác thế nhở? Không phải là những ông Bi thao tác ở đây nhiều dân, bốn dân ăn vàng đi. Thế là một khác biệt. Bi hôm nay chuyển ghế đổi dấu. Xem cả bài. Cố thôi, biết làm sao được. Bây giờ mình yêu cũng chả làm được cái gì, nó không đổi được một cái gì trong thời điểm này. Vì thời điểm này là thời điểm chúng ta còn thảo là còn lớn. Người gặp màu 2, mày là he xứ đầu cái quýt. Đây là dân quýt. Đây là bài của bên của BB. Lên đời sau, thầu là bài đến cùng. Thầu là bài đến cùng. 24 dành cho bên của BB đã quấn được khoảng tầm 10 cái ruộng. Giáp đầy đủ nhìn nó hơi bẩn. Hai dân, có thể tinh tế thì sẽ là ba dân. Này là người được bố dưỡng mạng cho Queen. Từ hai quý thôi. Quý thì còn là bia đi bom này. Nó hở không nhỉ? Thằng này mất rất tốt nhỉ. Thằng này đánh dụ không? Có đánh xe. Ba cái ruộng kia không chạy được. Ê, ba cái ruộng kia phá ruộng luôn mà chạy được. Ô, he, qua là dân của quýt này. Cái chưa biết như nào nhá. Không như nào đâu. Quan trọng là thầu, nó chưa mất gì. Quan trọng nhất là thầu nó chưa mất gì. Mà nó là người đến cung, nó mới có ba dân thôi. Bên kia vẫn đang đánh thủ thôi. Em cần phải giữ tham tốt. Em 27 tốt đấy.
Được. Chạy, đừng để mặt quân. Bên này 42, chơi luôn đi. Không chơi được. Không có giáp hai. Đây là tiếp theo cho Bibi. 45. Vẫn đang là khá là khó khăn. Thầu bây giờ đứng đốt quân. Cho một con cung giờ đó. Cho một con cung giờ được bắn rừng thôi. Được thì tiếp. 50 thì nhỏ hơn 5. Thầu đi. Chắc thầu 60. Tôi biết là thầu 60 rồi. 60 đến từ người cầm một bốn một cái gì sao à, không với được. Chúng ta lâm được chặt con hai rồi. Vâng, sẽ có một quýt mà người có quân ở đây. Tóm cổ hai con cung rò là quýt lại. Đầu thì không biết là được như nào, tôi nghĩ thầu phải tầm năm mấy, không ít đâu. Thầu dí luôn rồi. Thầu là người dí luôn đi. Bên kia đánh không muốn đánh lâu, họ muốn đánh giải quyết luôn trận đấu. Có thể một phần là thầu nó buồn thì đánh vọng. Cũng có thể một phần là thầu nó buồn thì nó đóng vợ thì ra nó đẩy luôn. 46 đến từ game thủ cầm màu 4 BB. Vẫn làm rất cố gắng nhưng mà tôi nghĩ là cũng khoai. E 24 thì khó làm gì được biết. Số phận nó ngặt nghèo quá nhở. Và cuộc sống thật sự với các bác là hơi bất công đến tầm thời điểm này đấy. Vâng, anh em đánh cái này luôn là quá hay rồi. Nhưng mà thực sự là không được. Tôi phải tiến được hơi sâu. Cung Summer thì đẹp. Xem Summer thì đẹp được. Map này phải vô rừng thôi. Map này vô rừng có phát triển đâu. Nghe thì bây giờ yếu con quýt là có chắc chắn không. 26 thành trò E. Thì đánh hết sức của mình rồi đấy. Anh được tầm này, tôi thực sự anh em mà đánh cũng chỉ được cái tầm này. Đấy hơn thôi. Được trả mình 6 máu đánh cho đi. Ai nhờ, số phận thực sự với anh em nó quá kìa. Trong một buổi chiều mà anh em đánh nó quá hay. Thua 0-4 trước và đánh được cái tỷ số 6 đều thì không phải đơn giản. Bây giờ quýt được người sang cuối. Là 43, tiên lượng 6 rồi. Quá nghiệt ngã dành cho bộ đôi BB và E trong buổi chiều còn đầy nắng và gió nhưng mà quá nghiệt anh em ạ. Tỷ số là bằng 6-7. Vâng, quá nghiệt ngã dành cho bên phía của BB và E. Vâng, đến mức đấy rồi mà không làm gì được. Quá nghiệt ngã. Đến trận cuối cùng rồi nó vẫn đỏ ra được con xe. Quá đen và tỷ số là 6-7 dành cho bộ đôi của Thiên Khôi.